Lên live stream rồi đấy. Woo. Có bạn nào tham gia chưa nhỉ? Hello, hello các em. Các bạn đã tham gia live stream chưa nào? 2K4 ơi. Hôm nay là một ngày chỉ dành cho 2K4 thôi đây. Hôm nay thì cô Ngọc sẽ live stream chữa đề khảo sát chất lượng 2K4. Các bạn đã tham gia chưa nhỉ? Cho say hi với cô giáo xem nào để cô giáo nhìn thấy và biết được các bạn đã tham gia vào buổi phát trực tiếp ngày hôm nay ạ. Yeah, xin chào các bạn. Ok, để cô giáo xem là các bạn nào tham gia chưa đây. Cô giáo nhờ các bạn lớp Live CTG gửi giúp cô đường link live stream vào trong nhóm chat nhé để các bạn biết tham gia vào buổi live này. Hôm nay thì buổi chiều hôm nay 2 giờ đến 2 giờ 40 đúng không? Là chúng ta đã tham gia buổi test. Ok, rồi cô giáo xin chào rất nhiều bạn ở đây rồi. Chào bạn Kiều Loan nhá. Rồi, cô giáo xin chào bạn Nguyễn Ngọc Thùy Dung. Chào bạn Phạm Dali. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Ngọc sẽ live ha chữa đề thi thử khảo sát chất lượng, ok? Và đề thi này thì hôm nay cô Ngọc đã khảo sát các bạn vào lúc 2 giờ, đúng không ạ? Hôm nay thì cô Ngọc sẽ live chi tiết cho bạn 100% cái đề này. Đấy, 100% đề này. Và cô Ngọc sẽ tặng file đáp án chi tiết nhất cho tất cả những bạn nào mà chúng ta tìm và share livestream ngày hôm nay. Ok, chỉ với hai điều kiện chăm chỉ này, cô giáo sẽ gửi tặng các bạn đáp án chi tiết. Và cô giáo sẽ đăng ở bên trong nhóm ở 2K4 luyện học tiếng Anh cùng 2K4 luyện thi trung học thông quốc gia 2022, được chưa nào? Ở đây, đây là phần đáp án chi tiết mà cô giáo đã làm xong vào buổi chiều ngày hôm nay. Đây, có lẽ là đề thì chắc là các bạn đã lưu lại rồi, đúng không? Vì sau khi thi xong thì có đề rồi mà, đúng không? Thì chắc các em đã lưu lại rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có file đáp án chi tiết, cô giáo giải toàn bộ 40 câu ngày hôm nay. Và các bạn có nóng lòng đợi bảng điểm không ạ? Ở đây các bạn nào nóng lòng đợi bảng điểm không? Ok. Nha, chúng ta team này và share livestream này thì cô giáo sẽ gửi tặng các bạn cái file đáp án chi tiết cho tất cả những bạn nào chăm chỉ và ủng hộ cô Ngọc. Ok, thank you so much. Thank you for joining me today. Ok, cô giáo xin chào bạn Dũng Phúc. Rồi, chào bạn Phúc nha, chào Thu Hiền. Chào bạn Quỳnh Anh Nguyên, em share rồi cô nhớ. Ok, chào Hiền Thanh nhá. Lát nữa cô giáo sẽ gửi cho bạn. Diệu Lan, chào bạn fan cứng Minh Phương nào. Chào Mary Lâm Anh này. Rồi, cô giáo xin chào bạn Phạm Thị Ngân. Chào bạn Diệu Lan. Hôm nay buổi tối cô Ngọc đã phải ăn rất no để mà có thể livestream cho buổi này đấy các em. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu hết mình nha, 2K4 nhá. À, cô giáo cũng thông báo luôn. Đấy là các bạn có nóng lòng xem bảng điểm không ạ? Hôm nay thì cô giáo thông báo các bạn là có 1.100 bạn tham gia. Thực ra con số nó lớn hơn nhưng mà có nhiều bạn không đăng ký, không nộp được bài ấy. Thì số điểm trên bảng xếp hạng của chúng ta là gần 1.100 bạn, 2K4. Đấy, thì bây giờ cô Ngọc đã có danh sách bảng điểm rồi. Cô giáo đã có danh sách bảng điểm ở đây rồi. Đấy, các bạn có nóng lòng muốn biết là mình đang ở vị trí nào không? Và bất ngờ là chúng ta không có một điểm 10 nào cả. Hôm nay thì cô giáo nhìn nhầm vào bảng điểm của anh chị 2K3. 2K4 hôm nay là không có một con 10 nào hết. Gần 1.100 bạn tham gia vào buổi chiều thi ngày hôm nay. Và chúng ta có hai bạn cao nhất ạ, là được 2,9. Hai bạn cao nhất là được 2,9. Ok. Còn lại là cô giáo thống kê ở đây là điểm từ 8 đến 9 là hình như có 74 bạn. Còn lại tất cả đều là từ 5 đến 8. Đấy, cô giáo vừa xem cái bảng điểm. Đấy. Hóng điểm quá cô đúng không? Ok, Bảo Ngọc có nói là flash sale sách là sao vậy ạ? Em inbox cho page để có thể mua được, đặt được sách nhá. Show điểm đi cô ạ, ước gì tôi được tài liệu. Các bạn thả tin này và share để ủng hộ cho livestream của cô Ngọc. Cô Ngọc sẽ gửi tặng file đáp án chi tiết nhất mà cô giáo đã gì nhỉ? Làm cho các bạn rồi. Ok, bây giờ thì đây là cái bảng điểm mà cô vừa mới share với làm xong. Đây các bạn ơi, cho anh nhìn vào bảng điểm này nhá các bạn nhá. Để cô giáo xem là cái iPad này nó có thể nằm ngang cái bảng điểm được không? Đây, nằm ngang bảng điểm để chúng ta nhìn cho rõ này. Ok, các bạn có nhìn rõ không? Rồi, cô giáo không nhìn thấy trên máy tính nó như nào cả. Đây, đây là bảng điểm khảo sát chất lượng đầu năm của 2K4 đây ạ. Bạn cao nhất là bạn ở Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang. Đúng là trường chuyên có khác, đúng không? Và em ơi, em quá là đặc biệt bởi vì sao? Bắc Giang đang gồng mình để chống dịch, đúng không ạ? Các bạn
học hành vẫn rất là chăm chỉ, ok, và cô giáo rất tuyên dương cái tinh thần này của các em, đúng không? Các bạn có tuyên dương tinh thần của các bạn các bạn ở đây, chúng ta nhớ là ở đây thả tim cho những bạn nào mà chúng ta đang ở những nơi, đúng không, mà vùng dịch đang rất căng thẳng, bạn rất chăm chỉ và cũng không có gì có thể ngăn cản được về mình học cả, đúng không ạ? Đấy, lại Thu Huyền là bạn được điểm cao nhất, điểm 9. Bạn ý xếp đầu tiên ý, bởi vì là cùng điểm với bạn thứ hai, nhưng mà bạn ý là nộp sớm hơn cho nên là bạn ý đứng đầu tiên. Đấy, lại Thu Huyền nhá, lại Thu Huyền. Đấy, bạn thứ hai thì khả năng chắc là không phải là tên thật của bạn ý rồi, đúng không? Thì cô giáo công bố luôn cái giải thưởng ngày hôm nay dành cho 2K4 này. Hai bạn cao nhất ngày hôm nay, tuy nhiên bạn này thì cô giáo không biết là tên thật là gì. Đấy, bạn này này. Đó, thì hai bạn cao nhất ngày hôm nay sẽ liên hệ trực tiếp với lại cô Ngọc. Với Facebook cá nhân của cô là Phí Thị Bích Ngọc ấy. Ừ, Facebook cá nhân của cô nhé, Phí Thị Bích Ngọc. Thì các con nhắn tin trực tiếp cho cô để thông báo là con là được điểm cao nhất. Và cô sẽ dành tặng cho các con đó là cuốn 1600 từ vựng. Đấy chưa? Cô sẽ dành tặng các bạn cuốn 1600 từ vựng mà cô giáo đang gì ạ? Chữa livestream ở trên page. Và đây sẽ là cuốn sách đồng hành với các em từ giờ cho đến hết, đúng không? Đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2022. Và cuốn này sẽ giúp cho các em có thể nâng điểm số của mình hơn. Bây giờ là 9 điểm đúng không? Cố gắng đi thi thật, năm sau 10 điểm. Đấy ạ, với 4 từ vựng của mình được mở rộng, ok. Và bắt đầu ngay từ bây giờ thì cô giáo sẽ tặng cho các bạn hai cuốn 1600 cộng từ vựng. Tiếp theo thì các bạn thấy là cô giáo đã đăng lên ở trên fanpage, đúng không? Là lần thi này của 2K4 cũng rất là đông bạn tham gia. Thì đây đợi cô giáo một chút, 1100 bạn. Đây, đâu rồi nhở, cô giáo cũng chưa thuộc được cái phần nào đây. Hôm thi thử, hôm mà đăng ký thi thử thì cũng rất nhiều, cũng rất nhiều bạn đúng không, đăng ký tham gia. Và có lẽ là cái số lượng bạn mà tham gia thì còn nhiều hơn, bởi vì có nhiều bạn là còn chưa nộp được. Mình kể trước, những bạn mà chưa nộp được thì sẽ không có trong tên trong bảng xếp hạng. Đấy, thì các bạn thấy này, ở đây phần thưởng nhá, thì các bạn biết rồi, môn tiếng Anh ở em class thì thi một trong những môn thi đúng không, theo khối cho kỳ thi khảo sát đầu năm. Thì phần thưởng cao nhất dành cho các bạn mà theo khối A, A1, B, C hay là khối D. Đây các bạn thấy giải nhất bộ quà tặng trị giá 1.300.000 này. Đấy gồm như này, giải 5, giải nhì này. Phần thành tích cao cho từng môn. Thành tích cao cho từng môn tức là gì? Tức là bạn cao nhất ở đây là bạn Lại Thu Huyền sẽ được cô Ngọc tặng riêng một cuốn sách, một cuốn sách 1600 từ vựng. Tiếp theo thì em sẽ được tặng đó là một bộ sách theo khối thi. Một bộ sách theo khối thi nhá. Tức là ví dụ em thi khối khối D chẳng hạn thì em sẽ được tặng toán văn anh. Đó là em sẽ được tặng cuốn sách bộ đề này theo cả ba của cả ba môn. Và với môn tiếng Anh của cô thì cô tặng thêm em một quyển 1600 từ vựng nữa. Và em sẽ được tặng một chiếc áo em class. Và cô Ngọc cũng có áo em class. Cô Ngọc đợi cô Ngọc một tí nhá. Cô Ngọc sẽ lấy cho các bạn xem nhá. 2K4 của cô giáo. Ok. Cô đây là chiếc áo em class. Kể ra hôm nay mình phải mặc cái áo này mới đúng. Đây là cái áo em class này các em. Đây là đằng sau là sẽ có in hình các thầy cô nè. Đó. Yeah, các bạn có nhìn thấy không? Đây là cô Ngọc nè. Đó. Có biết đây là thầy nào không? Thầy nào là đứng cạnh cô Ngọc đây. Ok. Đó. Yes. Được chưa? Yes, sau khi mà cô Ngọc livestream xong thì 9 giờ, khoảng tầm 9 giờ 15 phút thì admin của page sẽ đăng cho chúng ta cái phần bảng điểm nha các bạn nhá. Ok. Các bạn, em sẽ được tặng một một cái áo em class này và có in hình thầy cô này. À và thêm một nữa đó là hôm nay cô giáo quên chưa thông báo cho 2K4 đó là cô Ngọc vừa in thêm 1000 vòng tay may mắn. Ok. Vòng tay này có phát sáng nha các bạn. Quyết tâm 8 cộng môn Anh. Và cô Ngọc sẽ tặng cho bạn cao nhất, cô sẽ gửi kèm cho em một chiếc vòng tay này nữa nhá, kèm theo sách này, áo và cái phần thưởng mà đi kèm của em, đúng chưa? Và em sẽ được tặng một huy chương giải nhất môn tiếng Anh, được chưa? Một huy chương giải nhất môn tiếng Anh. Và giải nhì, được chưa? Giải nhì thì tức là bạn đây này, bạn này, thì cô không biết là bạn thì tên thật là gì, ở trường nào, sao không ghi tỉnh và trường vào đây nhỉ? Link Facebook ở đây thì có rồi. Đấy, thì em sẽ được tặng một bộ sách theo khối thi. Và bạn nhì thì cô Ngọc cũng sẽ tặng cho em một cuốn 1600 từ vựng và một chiếc vòng tay may mắn nha các bạn. Ok,
hai em nhắn tin trực tiếp cho Facebook cá nhân của cô là Phí Thị Bích Ngọc để chúng ta nhận thưởng nhé em nhé. Đây, đây là Facebook cá nhân của cô này. Đó, ok. Đấy, chúng ta nhắn tin trực tiếp cho Facebook cá nhân của cô để chúng ta được nhận thưởng nhé các bạn. Ok chưa nào? Đó, đó là phần giải thưởng ngày hôm nay. Có thi thì phải có giải thưởng và cô giáo phải công bố một cách rất rõ ràng. Không, các bạn lại bảo là lúc đầu thì cô bảo là được tặng cái này cái kia đúng không? Sao lại không thấy đâu cả? Đấy, thì ở đây cô còn tặng thêm cho các bạn với môn tiếng Anh riêng của cô nữa. Đó, được chưa? Đây, các bạn nhìn thấy này. Ở đây là tổng điểm của chúng ta. Để cô giáo xem là hôm nay có một bạn linh điểm ở đâu vậy ạ? Bảng điểm sẽ có sau khi cô Ngọc livestream xong và sẽ gửi cho các bạn nhá. Đợi cô giáo một tí, cô giáo có anh trợ lý anh ấy làm xong bảng điểm anh gửi cho cô và anh có thống kê đây rồi. Anh Hoàng Trí Đức. Rồi, anh thống kê như sau này. Tổng bài của chúng ta là 1053 bài. Tổng từ 9 đến 10 là 2 bài. Từ 8 đến 9 là 104 bài. Và tổng từ 5 đến 8 là 946 bài. Và cô giáo thử xem bạn thấp nhất xem là bao nhiêu điểm nào. Bạn thấp nhất của chúng ta 1,25 điểm. Đấy, 1,25 điểm đây thì cũng không ghi tỉnh. Đấy, cũng không biết. Đó. 1,25 điểm các bạn ạ. Đó, và 1,25 thì cũng có những 1, 2, 3, 5 bạn. 5 bạn. Nói chung dưới 2 điểm là có bao nhiêu bạn đây? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bạn điểm dưới 2. Và điểm từ 5 đến 8 rất là nhiều nha các em nhé. 946 bạn. Đấy, 946 bạn từ 5 điểm đến 8 điểm. Có 10 bạn ở dưới 2 điểm. Có 2 điểm 9 thôi. Và điểm từ 8 đến 9 thì có 104 bạn. Thì lát nữa sau khi cô Ngọc livestream xong thì cái bảng điểm này của chúng ta sẽ được đăng lên trên fanpage, công khai trên fanpage cho các em nhé. Rồi, cô giáo chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành bài thi. Và cô giáo hy vọng rằng sau cái bài thi đầu khảo sát đầu năm này của chúng ta, các em thấy là theo định hướng, đúng không ạ? Đây là đề mà hôm nay cô giáo đã cho các bạn thi đây. Nó là theo định hướng, được chưa? Theo cấu trúc của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các dạng bài cũng như thế. Nhưng số câu thì cô giáo cho ít đi, bởi vì là cô chỉ cho thi trong vòng 50 phút thôi. Nên là thi Trung học Phổ thông Quốc gia thi thật thì là 50 câu đúng không em? Nhưng mà đây thì cô giáo cho 40 câu, tức là cô giáo rút gọn đi một bài đọc hiểu với là một vài câu các dạng bài khác. Đấy, thì rút gọn còn 40 câu. Và chúng ta chỉ thi trong vòng có 50 phút. Còn bài thi thật thì là thi 60 phút. Còn tất cả các dạng bài mà ở trong bài khảo sát chất lượng đầu năm đều có trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Được chưa nào? Đó. Và một điểm nữa, đây là bài thi khảo sát chất lượng đầu năm dành cho 2K4. Cho nên cái kiến thức ấy, đó là kiến thức lớp 11. Ok, và kiến thức nền của lớp 12. Đó. Nên là các bạn có nhận xét gì về đề ngày hôm nay không ạ? Có cảm thấy quá khó không? Hay là cảm thấy đề nhìn lạ lắm, đúng không ạ? Có cảm thấy có cô có tổ chức thi nữa không cô? Muốn lấy quà của cô thì thật sự là quá khó, Hà Dương. Ồ, hôm nay thì cô giáo tặng tất cả các bạn quà của cô Ngọc, đó chính là gì ạ? Đó chính là file đáp án chi tiết rồi, đúng không? Cô Ngọc đã làm cho các bạn xong. Đấy, và cô giáo sẽ tặng cho tất cả các bạn mà chúng ta gì nhỉ? Team và share cái livestream này. Và cô giáo sẽ đăng tặng cho chúng ta ở trong nhóm 2K4 của cô Ngọc nhé. Bạn nào chưa biết nhóm 2K4 thì chúng ta hãy tham gia vào nhóm này. Và đây là sẽ là nhóm mà cô giáo sẽ cùng đồng hành với các bạn đến tháng 7 năm sau, được chưa? 2K4 tiếng Anh cô Ngọc luyện thi trò trong quốc gia 2022, được chưa? Đó, thì cô giáo sẽ thông báo ở trong nhóm này. Và các bạn ơi, những bạn mà chúng ta được tặng sách đợt 1 cô Ngọc ấy thì chúng ta chuẩn bị nhận rồi nhá. Bởi vì là sách đã lên đường hết rồi các em ạ. Bắt đầu lên đường từ thứ 3 rồi. Đó. Cho nên là chúng ta chuẩn bị nhận sách cho giáo đợt 1 nha các em nhá. Và các bạn đợt 2 thì khả năng là cuối tuần chúng ta sẽ nhận được. Rồi, ok. Điền full đáp án A mới được chấm à? Không em ơi. Cô Ngọc, bởi vì hôm nay thì có một chút lỗi sơ suất nhỏ của cô. Đấy là lỗi từ phía cô thật sự. Là cô lại, mặc dù cô đưa ra đề 40 nhưng mà cô lại cho cái link đáp án là 50 câu. Và khi các em điền 50 câu thì em mới nộp được bài. Nhưng mà hôm nay thì cô giáo đã bàn với lại anh Đức ấy, anh trợ lý của cô Ngọc, làm thế nào để mà có thể chấm được mà bỏ 41 đến 50. Bởi vì các bạn điền rất là loạn xin ngộng. Và mà 41 đến 50 có đề đâu. Làm sao mà điểm nó chính xác nhất. Chính bởi vì thế ở đây thì đó là điểm thật sự của chúng ta đấy. Ok, chứ không phải chỉ là full A từ câu số 41 đến câu số 50 đâu em ạ. À cha. Rồi, ok. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại buổi live ngày hôm nay nhá. Cô để link group xuống comment được không ạ? Được, nhưng mà để ok, để cô giáo sẽ
xem link group của chúng ta nhé. Rồi, cô giáo sẽ đăng trong group này, ok, cho các bạn. Và đây sẽ là nhóm mà 2K4 chúng ta sẽ sinh hoạt từ giờ, đúng không, cho đến hết kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2022. Đó. Rồi, ok, cô giáo sẽ đăng cái nhóm lên đây cho các bạn. Đây nhá, link nhóm của chúng ta này. Đây, ok. Các bạn nhìn thấy cái link nhóm mà cô giáo vừa mới đăng lên cho bạn đấy chưa? Đó. 2K4 học tiếng Anh cô Ngọc, được chưa? Cô ơi, chưa có danh sách nhận sách đợt 2 nữa. Ừ, đúng rồi. Ngày mai chị Mai Anh sẽ đăng lên cho chúng ta nhé. Bởi vì là mấy hôm nay nó nhiều sự kiện quá, cho nên là cô giáo để ngày mai mình xong hết thi thử các thứ đi rồi, sau đó thì cô giáo sẽ đăng lên để cho chúng ta tập trung vào, ok. Cô đăng bảng điểm như cô em hồi hộp quá à. Ok, 9:15 thì chúng ta sẽ có bảng điểm nha các bạn. 9:15 chúng ta sẽ có bảng điểm. Gì đây nhỉ? Yes, bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký khóa học 2K4 của cô Ngọc đã bắt đầu rồi đấy ạ. Thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Sẽ đăng ký qua chị Mai Anh cũng được nhá. Chị Mai Anh là chị trợ lý của cô Ngọc trong khóa. Top 1 thì không được tặng máy tính ạ. Top 1 nếu mà xếp theo khối thì em sẽ được tặng máy tính FX580. Còn xếp theo môn thì là cái phần quà mà cô giáo vừa mới nói cho bạn ấy. Bạn Lê Thu Huyền hay Lê Thị Huyền trong cái bảng điểm mà hôm nay cô giáo vừa show ra lúc đầu ấy, chính là bạn sẽ được nhận tất cả những cái phần thưởng mà cô giáo có đọc lên trong buổi ngày hôm nay. Toàn bộ phần thưởng mà em class tặng cho các bạn cộng với lại cuốn sách 1600 từ vựng này và một chiếc vòng tay, đúng chưa ạ? Tức là bạn ấy được 3 cuốn sách theo khối này, được thêm một cuốn sách 1600 này, được tặng một chiếc áo em class này, được tặng một huy chương này, một kỷ niệm chương này, và được tặng một vòng tay may mắn. Và 2K4 chú ý theo dõi các cái thông báo ở trên page của cô, bởi vì chúng ta sẽ có những cái kỳ thi tiếp theo nha các em. Ở trên nào. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa? Các bạn đã sẵn sàng là buổi live ngày hôm nay chưa nào? Nào, sẵn sàng buổi live ngày hôm nay chưa ạ? Are you ready? Sẵn sàng rồi thì cho comment ready xuống dưới nhá, để cô giáo bắt đầu chữa bài nha các em. Để xem là chúng ta đúng những câu nào, đúng không ạ, sai những câu nào. Sau mỗi một đề chúng ta phải rút ra như thế. Và bây giờ sắp học xuất sắc với chương trình sớm 12 thì chúng ta hổng những phần kiến thức nào, đúng không ạ? Đây là một bài thi khảo sát chất lượng của các bạn 2K4, kết thúc lớp 11 bắt đầu đến lớp 12. Cuộc chiến cam go đầy thử thách trước mặt thì chúng ta đã chuẩn bị những gì rồi, đúng không? Chúng ta đã có những kiến thức gì rồi và chúng ta cần phải học thêm những kiến thức gì. Đặc biệt những bạn nào mà chúng ta sẽ thi theo khối có tiếng Anh, đúng không? Hoặc là mình muốn thi hai khối, đúng không ạ? Môn tiếng Anh sẽ là môn mà giúp cho em có thể thi được hai khối. Và có rất nhiều bạn, đúng không? Học ví dụ học khối A này, khối A1 chỉ thêm môn tiếng Anh thôi, đúng không? Được chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Ready cô ơi. Rồi, ok, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Nào, câu hỏi số 1. Ok, bây giờ cô giáo sẽ tắt cái màn hình cô đi nhá, để cho các bạn nhìn đề cho nó thoáng này, rõ hơn, ok. To rõ hơn đâu nhỉ? Camera của mình đâu? Đây, ok. Rồi, chúng ta bắt đầu cho cô giáo. Nào, hãy nhớ cho giáo này, tìm và share livestream này để nhận được phần đáp án chi tiết của cô Ngọc dành tặng cho 2K4 nhé các em nhá. Đáp án chi tiết nhất giải toàn bộ 40 câu của đề thi ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cô giáo câu hỏi số 1, chúng ta chọn đáp án gì cho cô giáo này. Ở đây thì các bạn thấy nó là một câu gì nhỉ? Phát âm đuôi ED, đúng không? Một câu phát âm đuôi ED. Nào, câu hỏi số 1 là một câu chống liệt rồi, quá đơn giản. Với phát âm đuôi ED thì chúng ta có theo quy tắc đó là 3 cách phát âm, đúng không? Cách phát âm thứ nhất chúng ta phát âm là gì? Phát âm là t. Phát âm thứ hai phát âm là t. Và phát âm thứ ba phát âm là d, đúng chưa? Thì ở trong cái câu hỏi số 1 chúng ta có đáp án A này. Ở đáp án A của chúng ta đọc là gì? Đọc là impaired. Impaired có nghĩa là suy yếu, đúng không? Impaired. Ở đáp án B chúng ta có gì? Có bended. Nó có nghĩa là uốn cong, đúng không? Bended. Ở đáp án C chúng ta có gì nhỉ? Digested. Digested nó có nghĩa là tiêu hóa. Và đáp án D thì đây là một cái từ mà chúng ta thấy nó ngoại lệ. Nó không phải là động từ thêm đuôi ed, mà đây nó là một tính từ. Nó có nghĩa là trơ trụi, trần truồng, đúng không? Mình đọc là naked. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta ở trong câu này sẽ là đáp án gì? Đáp án A, đúng chưa? Là impaired. Very good. Cô giáo nhìn thấy các bạn Thu Phượng chọn đúng này và Thu Nguyễn chọn đúng. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 2. À, cô giáo nhìn thấy bạn Thu Phượng thì có đưa ra đáp án từ theo chuỗi luôn, từ 1 đến 4. Vậy thì bây giờ nhá, cô Ngọc sẽ khoanh theo bạn, sau đó thì mình thử xem bạn này có làm đúng hết không nhá. A, B, C, D. A, B, C, D à? Ồ.
Cô giáo khoanh nhá, chưa phải là đáp án đúng. Bây giờ cô giáo sẽ bắt đầu thử xem bạn Phượng có đúng không này. A, B, C, D. Các bạn mà đã nhớ được đáp án mình làm rồi thì comment lên cho cô. Nào, câu hỏi số 1 là A, câu hỏi số 2 có phải là B không? Đầu tiên ý, thì các bạn thấy này, ở đáp án A thì người ta có một cái tính từ đúng không? Nó có nghĩa là kiên quyết này, dứt khoát này, quả quyết. Mình đọc châu giáo là gì nhỉ? Decisive. Đọc là decisive thì nó sẽ là âm gì? Âm I, decisive, đúng không ạ? Ở đáp án B thì các bạn có châu giáo chữ Y này, mình đọc là âm gì? Âm Y. Mình đọc từ này là confident, tính từ nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự tin, đúng không ạ? Confident, tự tin. Ở đáp án C chúng ta có châu giáo từ này, nó là gì? Cố gắng, phấn đấu, động từ, đúng không? Strive to do something, mình có âm gì? Âm I. Và ở đáp án D thì các bạn có châu giáo ở đây nó là gì? Động từ, có nghĩa là hợp nhất, kết hợp lại. Mình đọc là unite, cũng là âm I. Như vậy suy ra đáp án chính xác của bạn đúng rồi, đó là confident, very good. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 3 nào. Câu hỏi số 3, số 4 của chúng ta. Thế vậy là có bạn nào đúng 2 trên 2 phần phát âm không? 2 trên 2 phát âm có bạn nào đúng không nào? Comment giá xem nào. Tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển trung học câu hỏi số 3, 4 nhé. Đó là phần trọng âm. Trọng âm thì chúng ta thấy là trọng âm của những từ có 3 hay 4 âm tiết đúng không? Và một câu thì có của các từ có 2 âm tiết. Hà Trinh cho anh nhìn vào câu số 3 này. Câu số 3 thì các bạn có cho giáo một cái danh từ đúng không ạ? Nó có nghĩa là nền kinh tế. Và chúng ta đọc từ này là gì? Economy. Economy thì nó sẽ là trọng âm giám tiết thứ hai, economy. Tiếp theo ở đáp án B chúng ta có danh từ nó có nghĩa là sự hỗ trợ, sự giúp đỡ. Chúng ta đọc từ này là gì? Assistance đúng không? Assistance thì nó cũng là trọng âm mấy? Trọng âm 2, đúng chưa? Tiếp theo ở đáp án C chúng ta có giáo đây là một danh từ trọng âm giám tiết thứ nhất, đọc là television có nghĩa là cái TV. Và cuối cùng ở đáp án D thì các bạn có danh từ nhưng trọng âm lại giám tiết thứ hai, mình đọc châu giáo là gì nhỉ? Computer có nghĩa là cái máy tính. Vậy mình có châu giáo là 2212, suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án C. Rồi ok, như vậy là bạn Phượng này, là bạn Phượng này học trong lớp cô đây. Đã đúng là 3/4 rồi. Ok, như câu số 4 nhá, sẽ phải đi không này. Câu số 4 thì các bạn thấy này, đầu tiên ở đáp án A chúng ta có cái danh từ đúng không? Có nghĩa là sự tiến bộ. Và cái danh từ này nó hay đi với lại động từ gì các con nhỉ? Động từ make đúng không? Make progress đó có nghĩa là tiến bộ. Thì ở đây chúng ta thấy này, đọc này progress, progress như vậy trọng âm 1 đúng chưa? Tiếp theo là B chúng ta có đây là động từ nhưng mà trọng âm này giám tiết thứ nhất, mình đọc là visit, ok? Ở đáp án C chúng ta có từ gì? Promise, nó là lời, nó là hứa đúng không? Và ở đáp án D thì chúng ta sẽ có động từ, nó có nghĩa là hấp thu, hút đúng không? Mình đọc là gì các bạn? Absorb. Absorb thì chúng ta có trọng âm giám tiết thứ 2. Như vậy chúng ta có cho cô là 1112, suy ra đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án D. Như vậy là có bạn nào ở đây đúng 4/4 phần câu hỏi phát âm và trọng âm không? Đấy, comment lên đây cô giáo xem nào. 4/4. Trần Hương Giang này, Thu Nguyễn này. Rồi, ok. Na Vũ này chọn đúng, very good. Hãy nhớ này, bạn mà được cao nhất điểm hôm nay, bạn Huyền ấy là học trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, không biết có phải chuyên Anh không nữa. Nhưng nói đúng là trường chuyên. Ok. Thế bây giờ chúng ta chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 5 nhá. Nào, câu hỏi số 5 thì chúng ta chọn đáp án gì? Đây là một câu hỏi về từ vựng, đúng không ạ? Một câu hỏi về từ vựng. Nào, chúng ta có A, prevent. Prevent của chúng ta có nghĩa là ngăn cản, đúng không? Ở đáp án B, distinguish thì nó có nghĩa là gì? Là phân biệt. Ở đáp án C chúng ta có từ preserve, nó có nghĩa là gì? Bảo tồn. Và ở đáp án D thì chúng ta có từ survive, nó có nghĩa là sống sót. Thế câu này thì các bạn thấy này, society was set up to endangered species from extinction, đúng không? Thế câu này các bạn thấy cô giáo đây. Nào, chúng ta chọn đáp án gì cho cô giáo? Có bạn nào comment cho cô giáo theo một chuỗi xem là câu số 5, 6, 7, 8, 9 xem nào, để cô giáo bám theo cái đáp án các bạn xem nào. Xem là chúng ta có đúng theo tất cả các câu không? Nào, chọn đáp án gì nào? Nguyễn Hiếu chọn C. Thanh Xuân, các bạn vào đây xem ủng hộ Bắc Giang phòng dịch nhé. Xem cái gì em ơi? Nguyễn Khánh Nhi chọn A này, Linh Chi chọn A này, đúng không ạ? Phạm Thị Ngân chọn A, Bảo Ngọc chọn A. Rồi, như vậy là có hai đáp án à? Có đáp án A và đáp án C à các em? Như vậy thì cô giáo thử đánh dấu tích vào đây nhá. Thì hai luồng đáp án này thì một trong hai cái này đúng là đáp án chính xác rồi. Thế bây giờ chúng ta bỏ B đi nhá. Bây giờ chúng ta nhìn này, ở cái câu này của chúng ta dịch như nào? Cái hiệp hội này được set up là có nghĩa được thành lập, đúng không ạ? Hiệp hội này được thành lập nên, đúng chưa? Để những cái động vật mà có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, gặp nguy hiểm là endangered, đúng không? Vậy thì phải là gì? Phải bảo tồn chứ, đúng không ạ? Bảo vệ, bảo tồn những cái động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án gì? Đáp án C. Sao lại có bạn chọn đáp án A nhỉ? Prevent. Sorry các bạn.
Sorry các bạn. Ở đây chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có from. Ờ, cô giáo xin lỗi các bạn nhá. Ở trong câu số 5 chúng ta nhìn lại một lần nữa xem nào. Ở đây chúng ta có from cơ mà, đúng không? Như vậy là chúng ta có cái cấu trúc xin lỗi các em. Cô giáo nhìn nhầm rồi. Chúng ta có cấu trúc là gì nhỉ? Prevent something or someone from something. Đúng không? Thế vậy như vậy cái câu này của chúng ta là gì? Hiệp hội được thành lập nên để ngăn cản, đúng không ạ? Cho cái động vật này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Như vậy phải là prevent something from, đúng không? Ờ, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đây. Sorry các em. Đúng rồi, prevent from, đúng chưa? Yes. Rồi, tiếp theo chị Trung Ngọc câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 ở đây của chúng ta đó là một câu hỏi từ loại, đúng chưa? Một câu hỏi từ loại. Nào, chúng ta nhìn cô giáo xem là ở đây thì chúng ta sẽ chọn từ loại gì? Nào, câu số 6 này chọn đáp án gì cô giáo? Để làm được chính xác câu hỏi từ loại thì mình sẽ phải xác định cô giáo xem là từ liền trước và từ liền sau của chúng ta nó đang ở cái loại từ gì và cái từ cần điều chúng ta bổ nghĩa cho từ gì trong câu, đúng không? Đầu tiên là đáp án A của chúng ta nó là một cái verb in, đúng chưa? B của chúng ta danh từ, sự giải tán, sự sa thải. C của chúng ta đó là gì? À, động từ thêm ed. Và đáp án D của chúng ta đó là gì? Tính từ, có nghĩa là lãnh đạm thờ ơ. Lãnh đạm thờ ơ. Thế như vậy thì chúng anh nhìn vào câu số 6 này. We are all two chấm chấm of traditions, đúng không? Thì các bạn thấy là đằng trước của chúng ta nó có to be. Như vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Sau to be thì chúng ta sẽ phải cộng với một gì? À, một tính từ. Mà đằng sau các bạn còn có of nữa, đúng chưa? Và ở chỗ chống cần một tính từ thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án D, đúng chưa? Nào, cái câu này của chúng ta dịch như thế nào? We are all two. Để cô giáo xem là có bạn nào chọn đáp án D không nào? Rồi, cô giáo đang nhìn thấy ở đây. Yeah, Nguyễn Hiếu đúng nè, đúng rồi, Hiếu đúng rồi, Hiếu 5C. À, Hiếu 5A à? Rồi, cô giáo nhìn thấy bạn Nguyễn Phương Oanh đang chọn 6 là C này. Bạn Thu Nguyễn chọn 6D này. Rồi, bạn Dũng Phúc chọn 6D. Và đáp án của cô thì cô giáo vừa đưa ra rồi, đó là D, đúng không? Câu này thì mình sẽ dịch là tất cả chúng ta, đúng không? Đều quá là dửng dưng với những cái truyền thống, đúng không ạ? Với những cái phong tục truyền thống ở trong một cái xã hội hiện đại. Nhưng mà những phong tục này thì đã có những cái gì ảnh hưởng rất là lớn, đúng không? Mạnh mẽ đến chúng ta. Ở đây thì các con nhớ chúng cho cô đó cái cụm là have a very strong impact on somebody này, hoặc on something, có nghĩa là có một cái gọi là có cái ảnh hưởng, đúng không ạ? Đấy, rất là quan trọng, rất mạnh mẽ, rất là lớn đến ai đó. Đấy, nhớ giới từ on cho cô nhé. Tiếp theo chủ Trung Ngọc câu hỏi số 7. Nào, câu số 7 chọn đáp án gì? Cô giáo chưa nhìn thấy bạn nào đưa ra đáp án. Thôi để cô giáo bỏ đây để chúng ta nhìn đáp nhìn câu cho nó dễ nhá, cho nó rộng. Nào, câu số 7 là chọn đáp án gì? Ở đây cô giáo đang nhìn thấy có bạn Thu Hiền đang chọn là 7D, bạn Đặng Thu Hồng đang chọn là 7D, đúng không ạ? À, trong câu này thì các bạn thấy cho cô giáo như sau này, có phải là đáp án D không? Ở đáp án D ở đây thì các bạn phải có the, đúng không ạ? Đằng sau chúng ta có cái nước là nước gì? Nước Mỹ, Hoa Kỳ như này. Nước Mỹ hay là Hoa Kỳ thì bao giờ cũng là the United States, đúng không ạ? The United States. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án D, đúng rồi. We are going to the United States next summer vacation. Chúng tôi sẽ đến Hoa Kỳ vào kỳ nghỉ hè tới, đúng không ạ? Rồi, chị Tiêu Ngọc, câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 của chúng ta nhá, câu này là một câu rất là dễ nhầm. Thực ra cái kiến thức của nó lại rất là đơn giản, chẳng qua nó là cái cách đọc phân số thôi. Nhưng mà tại sao lại dễ nhầm? Bởi vì là chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa số đếm với lại số thứ tự. Đấy, hoặc là tử số thì là số đếm hay số thứ tự, hay mẫu số là số đếm hay số thứ tự. Mình hay bị loạn lên ý. Đó, thế cái câu số 8 này này, các bạn nhìn này. Khi mà chúng ta đọc phân số thì các bạn thấy là tử số của chúng ta nó sẽ là số đếm, và mẫu số của chúng ta nó sẽ là số thứ tự, đúng không ạ? Và khi cái số thứ tự này của chúng ta mà lớn hơn 1, đúng không? Mẫu số lớn hơn 1 thì cái số thứ tự này phải thêm gì? Thêm SC. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là gì nhỉ? Nó là 2/3. 2/3 thì tử số của chúng ta là là số đếm, 1, 2, 3, số đếm là 2. Mẫu số của chúng ta là số thứ tự thì mình có one, có gì nhỉ, có third, đúng không ạ? Và số 3 này lớn hơn 1 cho nên mình có phải thêm SC vào cho nó. Như vậy chúng ta có 2/3, đó là 2/3, đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta trong câu này đúng là đáp án D. Và cô thấy là gần như là 100% các bạn đều đưa ra được đáp án câu số 8 là D, như bạn Trần Kim Lan đây này, đúng không? Bạn Đỗ Thị Nhật Linh nhớ cho cô giáo nhá, lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ phải gì nhỉ? Thêm SC vào đằng sau 2/3, đúng không ạ? Và câu này thì chúng ta sẽ dịch cho giá như nào? À, chúng ta dịch là 2/3 nhân loại thì không có nguồn cung cấp năng lượng hiện đại như là điện, đúng chưa? Rồi, chị Tiêu Ngọc câu hỏi số 9.
Câu hỏi số 9 của chúng ta là câu hỏi về kiến thức rút gọn mệnh đề quan hệ. Đây là một phần đơn vị kiến thức cực kỳ quan trọng phục vụ cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Rút gọn mệnh đề quan hệ, đây là phần kiến thức trọng tâm nha các bạn nhá. Nào chúng ta nhìn này, A của mình là discovering, B là which was discovered, C là discovered và D của chúng ta là that when discovered. Câu số 9 chọn cái gì các bạn nhỉ? Ở đây thì các bạn sẽ nhìn đâu giáo này. Cả hai cái mệnh đề này của chúng ta, đúng không ạ? Cả hai mệnh đề này của chúng ta rút gọn mệnh đề đúng không? Rút gọn mệnh đề. Ở đây cả hai mệnh đề của chúng ta thì nó sẽ đều có cùng chủ ngữ, đấy là or. Sorry các bạn, rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ này. Rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ. Ở đây chúng ta thấy là cả hai chủ ngữ của chúng ta ở hai mệnh đề đều là or, đúng không ạ? Tức là sao? Dầu ấy thì được gì? Được phát hiện một với cái số lượng lớn ở vùng Trung Đông. Và dầu thì được biết đến như là một cái loại vàng đen bởi vì nó gì nhỉ? Có cái lợi nhuận lớn, bởi vì cái lợi nhuận lớn mà nó mang lại. Như vậy câu số 9 thì các bạn thấy là dầu mà lại được khám phá ra thì chứng tỏ cái mệnh đề mà nó được rút gọn ở trong câu số 9 ý, nó là một mệnh đề mang nghĩa bị gì? À, mang nghĩa bị động, đúng chưa ạ? Một mệnh đề mang nghĩa bị động được rút gọn thì nó sẽ rút gọn còn P2 của động từ. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ là đáp án gì? Đáp án C, đúng chưa nào? Đấy, được khám phá, được tìm ra với số lượng lớn ở Trung Đông, đúng chưa? Câu số 9 là C. Tiếp theo cô giáo nhìn thấy bạn Nguyễn Thùy Linh có đưa ra câu số 10 là C. Nào, câu số 10 của chúng ta liệu có phải là C không? Câu số 10 của chúng ta đó là một câu khó đấy các bạn, phân loại idiom và đáp án của cô giáo đúng là đáp án C. Nhưng vì sao lại như vậy? Thì các bạn nhớ giá này, chúng ta có một cái thành ngữ đó là ai cũng thân thì chẳng thân với ai cả. Đấy, ai cũng thân thì chẳng thân với ai cả. Thì cái thành ngữ đấy của chúng ta đó là a friend, tức là bạn thân là phải có một cái mức độ khác, đúng không? A friend to all is a friend to none. Đấy, ai cũng thân thì lại chẳng thân với ai cả. Đó. Thì ở đây các bạn thấy đây này, a friend to all is a friend to see, đúng không? Nào câu này thì các bạn dịch câu giáo như sau này. To my mind, theo như suy nghĩ của tôi, everyone can have only one or two true friends. Thì mỗi một người đều chỉ có thể có một hoặc hai người bạn thân thật sự. Bởi vì, gì nhỉ? Một người mà ai cũng thân thì lại chẳng thân với ai cả. Chỉ có một hoặc hai người thôi, đúng không ạ? Rồi, chị Tiếp Ngọc, câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11 của chúng ta đó là một câu về phần câu hỏi đuôi. Đề thi minh họa... đề thi minh họa của năm nay 2021 của các anh chị 2K3 ấy là có một câu hỏi đuôi đấy. Ở đây chúng ta nhìn dấu giá này, hãy xác định dấu giá là cái mệnh đề Trần Thuật ở phía trước này này, nó đang ở dạng khẳng định hay phủ định, đúng không? Thì mình thấy nobody found nó là một câu gì? Một câu phủ định. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có chủ ngữ đó là nobody. Không ai gọi điện, đúng chứ? Như vậy là nếu như mà ở đây là dạng phủ định thì phần đuôi của chúng ta phải trái dấu với nó, đó là dạng khẳng định. Khẳng định thì các bạn có thể bỏ cho giá đáp án đi và bỏ đáp án A, không thể là did they hay did he được. Chúng ta chỉ có did he hoặc là did they thôi. Thì trong câu này các bạn thấy là gì nhỉ? À, khi chúng ta có chủ ngữ là nobody thì cái phần đuôi nha sẽ sử dụng đại từ gì? Đại từ they. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta trong câu 11 sẽ phải là đáp án C. Nếu như nobody làm chủ ngữ ở phần Trần Thuật thì phần đuôi của chúng ta phải là they. Đúng không ạ? Đấy, nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án C. Rồi, ok. Chị Tiếp Ngọc cũng nhìn thấy bạn Nguyễn Khánh Nhi này, bạn Diệp Ngân chọn đúng, bạn Đào Thị Ngọc chọn đúng, bạn Thanh Nguyễn chọn đúng. Chị Tiếp Ngọc có hỏi số 12. I can bear thinking back of that time. I'd rather... equally. Với câu hỏi số 12 thì đây là một câu với cái cấu trúc là would rather. Phẩy đờ này của chúng ta chính là viết tắt của would rather. I can bear là sao các bạn nhỉ? Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ lại cái khoảng thời gian đó. Tôi muốn được đối xử một cách bình đẳng hơn. Đúng không ạ? Tôi được muốn đối xử một cách bình đẳng hơn. Thì nhớ cô giáo này, cái cấu trúc của chúng ta đó là would rather. Ok? Sau đó cộng với have. Sau đó cộng với gì nhỉ? À, P2 của chúng ta nó là muốn làm gì hơn trong quá khứ. Muốn làm gì hơn trong quá khứ. Đúng không? Muốn làm gì hơn trong quá khứ. Đó. Thế thì các bạn nhìn nhá, would rather cộng have cộng P2. Thì ở trong 4 đáp án ABCD chỉ có mỗi đáp án D của chúng ta là có have cộng P2 thôi. Nhưng tại sao nó lại có been? Là bởi vì cái câu này nó mang nghĩa bị gì? Bị động. Tôi muốn được đối xử tốt hơn,
được đối xử, tức là người khác đối xử với mình, thì nó sẽ là một câu mang nghĩa bị động. Chính bởi vì thế cấu trúc của chúng ta sẽ là would rather cộng have cộng been và cộng P2 của động từ, đúng chưa ạ? Đấy, như vậy chúng ta sẽ chọn cô giáo đáp án là D nhé. Ok, cô giáo nhắc lại, các bạn có cần cô giảng lại thêm một lần nữa với câu hỏi số 12 không ạ? Cô sẽ nhắc lại một lần nữa cho các em nhé. Các bạn có cần không? Cần thả tim cô giáo xem nào. Có bạn nào chưa hiểu câu hỏi số 12 không? Chúng ta chưa hiểu câu nào thì chúng ta comment lên. Cô giáo đang phát trực tiếp mà, cô giáo sẽ nhìn thấy cái comment của chúng ta. Được chưa? Rồi, ok. Thế là có các bạn cũng muốn giảng lại đúng không? Ok nhá, nhìn này. Ở cái câu, cái ở đây chúng ta có một cái mệnh đề đầu tiên, I can't bear thinking back of that time. Mình dịch là tôi không thể chịu đựng được cái việc là sao ạ? Thinking back, nghĩ lại về cái khoảng thời gian đấy. Nghĩ lại về khoảng thời gian đó, tức là khoảng thời gian đấy đã xảy ra chưa? Xảy ra rồi, đúng không ạ? Chính bởi vì nó xảy ra rồi cho nên cái cấu trúc would rather này, tức là mình muốn làm gì đó trong quá khứ. Vì cái khoảng thời gian tồi tệ đấy mình bị đối xử rất bất công, nên bây giờ mình không thể chịu đựng được khi nghĩ lại. Và mình muốn là mình được đối xử gì ạ? Công bằng hơn, đúng không ạ? Ở trong quá khứ. Vì thế mình sẽ sử dụng cấu trúc là muốn ở trong cái quá khứ ấy, đúng không? Đó là would rather cộng have và P2. Sau đó thì tại sao lại là có been? Bởi vì là vì nó là mang nghĩa bị động. Bị động thì sẽ là would rather have been cộng P2 của động từ. Đấy, được chưa? Thế đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D. Được chưa nào? Rồi, ok. Được chưa, được chưa? Tiếp theo, chủ Dung Ngọc này, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 của chúng ta chọn đáp án gì? Nào, câu hỏi số 13 của chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây thì chúng ta thấy có đáp án A, đó là have này. Ở đáp án B thì là to have này. Ở đáp án C là having. Và đáp án D của chúng ta là have. Thì câu này, kiến thức của chúng ta là về to verb, verb in, đúng không ạ? Đằng trước các con nhìn thấy là ở cái ô trống cần điền ấy, đằng trước của nó là stop. Thế thì khi mà chúng ta học thuộc các cái động từ theo sau là to verb verb in thì nhớ này, stop là cái động từ ấy mà nó có thể theo sau là cả hai trường hợp, một đó là to verb và hai là verb in. Thế khi nào thì theo sau stop sẽ là một cái verb in, đó là dừng việc đang làm. Khi chúng ta đang làm gì mà chúng ta dừng cái việc mình đang làm đó thì mình sẽ dùng stop cộng verb in. Còn nếu như mà dừng để làm việc gì thì chúng ta sẽ sử dụng stop cộng to verb. Đúng không ạ? Thì cái câu hỏi số 13 của chúng ta dịch như sau. Tài xế dừng lại để uống một tách cà phê bởi vì ông ấy đang cảm thấy buồn ngủ. Như vậy cái việc tài xế đang lái xe thì sau đó ông ta dừng cái việc đấy lại để mà ông ấy uống cà phê. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là trường hợp này sẽ phải sử dụng gì các bạn? Phải sử dụng to verb. Suy ra đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ phải là đáp án gì? Đáp án B, to have, đúng không ạ? Rồi, ok. Yến Sura, câu 13 học rồi mà lại sai. Yến học trong lớp của cô đúng không? Sai câu này hả con? Quá buồn rồi. Nào, Trần Dung Ngọc, câu hỏi số 14. Câu hỏi số 14 của chúng ta đó là một câu hỏi về thì. Ở đáp án A của chúng ta này, đó là một động từ thêm đuôi in này. Ở đáp án B của chúng ta là had been daydreaming, là quá khứ hoàn thành tiếp diễn này. Ở đáp án C của chúng ta has been hiện tại hoàn thành tiếp diễn này. Và ở đáp án D của chúng ta đó là gì nhỉ? Cũng hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nhưng mà nó lại là động từ have. Thì ở đây các bạn thấy này, có thể loại trừ ngay đáp án D. Bởi vì với chủ ngữ là Jun Seong thì đây là một cái tên riêng, cho nên nó là số ít. Mà số ít thì không thể nào là chia là have được. Như vậy là chúng ta sẽ có gì các bạn nhỉ? À, chúng ta có C, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có C. Đấy. Chúng ta còn A, B, C thì các bạn thấy này. Bây giờ mình dùng quá khứ tiếp diễn hay mình dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn? Có một đáp án nữa mà cô giáo có thể loại trừ được, đó là đáp án A. Bởi vì thế này, sẽ không có một thì nào trong tiếng Anh có chủ ngữ cộng verb in. Nếu như chúng ta muốn sử dụng hiện tại tiếp diễn hay quá khứ tiếp diễn thì phải là chủ ngữ cộng be sau đó mới cộng verb in được. Cho nên chúng ta không thể chọn A được, chúng ta sẽ còn quá khứ hoàn thành với lại hiện tại hoàn thành tiếp diễn đây. Hãy để ý cô giáo này. Chúng ta có một cái dấu hiệu đúng không ạ, trong quá khứ. Đây. Các bạn thấy là có một cái mệnh đề nữa ở trong câu của mình, đó là when Miss Who called on him to answer a question, đúng không ạ? Như vậy là diễn tả một cái hành động mà nó diễn xảy ra, đúng không? Là có một cái gì nhỉ? Dấu hiệu xảy ra trước và để lại dấu hiệu ở trong quá khứ. Thì chúng ta phải sử dụng thì gì các bạn? À, thì quá khứ hoàn thành, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ở trong câu này, cái việc mà Jun Seong ấy đang nằm mơ mộng trong lớp thì là việc đang diễn ra rồi, đúng không? Thì Mr. Khu chợt gì nhỉ? Gọi anh ta trả lời một câu hỏi, đúng không ạ? Đấy. Rồi như vậy đáp án chính xác của câu hỏi số 14 sẽ phải là đáp án B, là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng chưa? Rồi, ok, chuyển tiếp Ngọc, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 thì chúng ta chọn đáp án gì?
Ở đây thì là cái cấu trúc về so sánh, đúng ạ, cấu trúc về so sánh. Trong đề thi Trung học phổ thông đề minh họa của năm 2021 của anh chị 2K3 ấy, thì có một câu về các cấp so sánh. Nhưng mà đó là cái loại so sánh càng càng. Còn ở trong câu 15 mà cô tổng hợp ở đây cho các bạn thì lại không phải là so sánh càng càng, mà một cái cấu trúc so sánh gì nhỉ? So sánh bằng, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ dịch câu giáo như sau này. Principles đó là các cái nguyên tắc, đúng không? Operating là nguyên tắc hoạt động. Vậy là cái quy nguyên tắc hoạt động của điện thoại ngày nay thì nó gì ạ? Giống với những cái nguyên tắc hoạt động ở thế kỷ 19. Vậy mình có cái cấu trúc đó là chủ ngữ này, sau đó cộng to be này, sau đó cộng với the same, cộng danh từ, cộng as và cộng với gì ạ? Danh từ, đúng chưa? Đó. Vậy ở đây các bạn soi vào bốn đáp án thì mình thấy có to be rồi này, sau đó cộng the same này, ok có the same ở đây, sau đó cộng với lại gì nhỉ? Danh từ này, sau đó cộng as này, đúng chưa? Đấy, thế thì chúng ta sẽ nhìn ra ngay được đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án gì? Đáp án A, đúng không ạ? Cô giáo nhìn thấy các bạn đều đưa ra đáp án câu hỏi số 15 là đáp án A. Very good. Rồi, tiếp theo chủ Châu Ngọc, câu hỏi tiếp theo nhá. Câu hỏi số 16 của chúng ta như sau này. If you keep your work area tidy, you will not only work more productively, you will also impress your supervisor. Ở trong câu hỏi số 16 ý, thì đây là kiến thức về liên từ, đúng không ạ? Kiến thức về liên từ. A của chúng ta là until, B của chúng ta là or, C của chúng ta là but và D của chúng ta là and. Thế thì các bạn để ý cô giáo là ở vế trước của chúng ta có not only rồi, đúng không? Vậy not only đi với gì các bạn nhỉ? À, đi với but also, nó có nghĩa là không những mà còn. Như vậy với câu 16 mình dịch là nếu như mà bạn giữ cho cái chỗ làm việc của bạn gọn gàng, sạch sẽ, đúng không? Thì bạn sẽ không chỉ làm việc một cách hiệu quả hơn, mà bạn còn gây được ấn tượng với cái người quản lý của mình. Trong câu này thì các con có impress, nó có nghĩa là gây ấn tượng, impress somebody, gây ấn tượng với ai, đúng chưa? Đó, ok. Rồi, và chúng ta có gì? Chúng ta có productively ở đây, nó là làm việc một cách năng suất, hiệu suất. Bởi vì tại sao lại là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái động từ thường là work, đúng không nào? Em suy ra đáp án chính xác của chúng ta câu 16 sẽ phải là đáp án C. Rồi, ok. Như vậy là dừng lại đến đây thì cô giáo hỏi có bạn nào đúng 16 trên 16 câu trong đề này không? 16 trên 16 không ạ? Có bạn nào 16 trên 16 không? Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển tiếp Ngọc đến câu hỏi số 17. Nào, câu hỏi số 17 thì chúng ta chọn đáp án gì? Câu hỏi số 17, 18 của chúng ta đó là chọn từ đồng nghĩa. Nào, chọn từ đồng nghĩa. Các bạn chọn cô giáo xem là chúng ta đồng nghĩa với cái từ harmonious này thì là từ gì nhỉ? Harmonious. Nào, chúng ta chọn đáp án gì nào? Nào, chúng ta chọn đáp án gì cho câu hỏi số 17 đây? Cô giáo đang nhìn thấy có bạn Phan Như Tường Vân là 17, em chọn A này, ok. Bạn Hoa Mặt Trời này thì lại chọn C này. Rồi là bạn gì đây, bạn Nguyễn Thị Thảo Nhi, bạn gì đây, bạn Phương, rồi bạn Phạm Huy, đúng không ạ? Đỗ Thị Nhật Linh 17B, câu này làm rồi. Ok, như vậy là các bạn thấy câu này có vẻ là câu khó à? Cả ba đáp án ABC đều có bạn chọn này. Thế bây giờ cô giáo thử dịch cái từ harmonious này có nghĩa là gì nhá? Balance của chúng ta là gì các bạn? Balance của chúng ta là sự cân bằng, đúng không ạ? Sự cân bằng. Rồi, chúng ta có cái từ blending of various này, nó có nghĩa là cái sự pha trộn, đúng không ạ? Của gì đấy á? Của rất nhiều, đa dạng những cái yếu tố khác nhau. Thì contribute to, góp phần, đúng không ạ? Tạo nên cái vẻ đẹp độc đáo, độc nhất vô nhị của cái đền Taj Mahal này, đúng chưa? Vậy sự pha trộn làm sao ạ? Một cách rất là hài hòa, đúng không ạ? Hợp mắt, đúng chưa? Hài hòa, hợp mắt. Thế thì tính từ nào của chúng ta sẽ đúng đây? Nếu mà em chọn A, yes, successful thì đơn giản nó chỉ là thành công, chắc bạn nào cũng biết rồi. Ở đáp án B, agreeable. Agreeable này nó không phải có nghĩa là đồng ý đâu, mặc dù động từ của chúng ta là agree, đúng không ạ? Nó có một cái nét nghĩa nữa, đó chính là gì ạ? Hợp, đúng không ạ? Hợp với, thích hợp với cái gì? Tức là
Ở đây các bạn có thể dịch thoáng nghĩa ra có nghĩa là mình pha trộn một cách thích hợp, một cách hài hòa đấy, đúng không ạ? Ở đây là successful của chúng ta có nghĩa là trang nhã, có óc thẩm mỹ. Và đáp án D của chúng ta fitting thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Điều chỉnh, đúng không ạ? Thử quần áo chẳng hạn. Đấy, ví dụ như phòng thử quần áo thì chúng ta có fitting room. Đó. Như vậy ở đây thì chúng ta phải chọn đáp án gì chứ? Đáp án là B, đúng không ạ? Hài hòa, đúng không? Thích hợp, đúng chưa? Đấy, ok. Rồi tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi tiếp theo nhá. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta là câu hỏi số 18. Với câu hỏi số 18, chúng ta gạch chân cái danh từ là shortcoming. Shortcoming. The major shortcoming. Shortcoming của chúng ta thì nó sẽ dịch là thiếu sót. Thiếu sót. Với câu này mình dịch như sau này. Một cái sự thiếu sót lớn của ASEAN với tư cách như là một cái tổ chức, đó là cái gì ạ? Cái khả năng, đó là không có khả năng để có thể go through là phê duyệt. Không có khả năng để phê duyệt thông qua, đúng không ạ? Rất nhiều những cái gì nhỉ? Tuyên bố này, hay là agreements là những cái thỏa thuận này, đúng không ạ? Đấy, mà họ đã phổ biến trong những năm qua. Thế thì với câu 18, các bạn thấy một từ là thiếu sót thì chọn A được không? Advantage của chúng ta nó có nghĩa điểm có lợi, đúng không ạ? Điểm có lợi, điểm ưu điểm. Ở đáp án B, benefits thì nó có nghĩa lợi ích. Ở đáp án D, success thì dịch là thành công. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn lại đáp án C thôi. Các bạn nhớ giá này drawback thì nó sẽ bằng với shortcoming. Nó có nghĩa điểm yếu nha các bạn, hoặc là thiếu sót. Điểm yếu hoặc là thiếu sót. Và drawback có thể dịch là mặt hạn chế cũng được. Đúng chưa nào? Đấy, nhớ nhá. Rồi, tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 19. Như vậy là có bạn nào đúng 2/2 cho cái phần đồng nghĩa không? Cô giáo nhìn thấy các bạn nào đây? A, B, bạn Vũ. Cô xem cho bọn em câu 5 tại là vẫn có preserve somebody from something ạ. Câu 5 hả em? Rồi ok, tí nữa cô giáo sẽ xem lại nhá. Yeah, preserve somebody or someone something from something, đúng không? Bảo quản giữ gìn cho cái gì đó khỏi làm sao. Ok, để tí nữa cô giáo xem lại câu số 5 nhá. Bây giờ chúng ta chuyển cho Ngọc câu hỏi số 19. Câu hỏi số 19 của chúng ta như sau. Ở đây thì các bạn có A là give support, B là make protest against, C là protect from và D là get rid of, đúng không ạ? Thì trong câu hỏi số 19 của chúng ta, các bạn thấy là ở đây là điền đối nghĩa nha các em. Technology underpins everything we have looked at so far. Food, health, relationships and work. Rồi câu này mình dịch là công nghệ thì làm sao đó mọi thứ mà chúng ta đang xem xét, đúng không? Cho đến ngày nay như là thực phẩm này, sức khỏe này, các mối quan hệ và công việc. Các bạn nhớ giá này underpins của chúng ta nó có nghĩa là củng cố. Nó có nghĩa là củng cố. Đúng chưa? Vậy câu này của chúng ta là công nghệ thì nó củng cố, nó hỗ trợ tất cả mọi thứ cho đến ngày nay, cho đến bây giờ. Đấy, một bên là củng cố hỗ trợ, đúng không? Còn một bên thì đối nghĩa với nó sẽ là gì? Đầu tiên ở đây bạn ơi, give support thì support nó cũng nghĩa là ủng hộ rồi. Ủng hộ với là củng cố thì nó không thể đối nghĩa được, đúng chưa? Tiếp theo ở đáp án B thì các bạn thấy là gì nhỉ? Make protest against nó có nghĩa là chống lại. Chống lại. Đúng chưa? Ở đáp án C thì các bạn thấy là từ protect from thì nó có nghĩa là bảo vệ. Bảo vệ với ủng hộ à, không phải là đối nghĩa. Và đáp án D là get rid of, có nghĩa là loại bỏ. Có nghĩa là loại bỏ. Như vậy thì theo các bạn câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? Các bạn cứ hiểu là underpin của chúng ta nó có nghĩa là mình ủng hộ, hỗ trợ, đúng không? Để cái gì đó nó phát triển, đúng không ạ? Nào câu này chọn đáp án gì? Nào, câu này chọn đáp án gì? À, cô giáo đang nhìn thấy có bạn đang đưa ra, bạn Đỗ Thị Nhật Linh này. Ờ, đúng rồi, underpin của chúng ta bằng với support, chính xác, bằng với support hoặc là nó bằng với từ reinforce, very good, đúng, ok. Đấy, khi mà học từ vựng này thì chúng ta sẽ phải nhớ những cái từ vựng mà có cùng nghĩa với nó, đúng không, từ đồng nghĩa đấy. Trần Ngọc Bảo Trân làm D xong lại sửa lại thành B. Câu 19 này chọn đáp án gì? Có bạn Linh Anh hỏi là câu 19 không có câu nào chia động từ ạ. Sao lại không có câu nào chia động từ là thế nào? Ý em là câu 19 không có động từ á? Động từ đấy thế? Underpin là động từ còn gì nữa? Technology là chủ ngữ gì? Mang nghĩa số ít. Cho nên là chúng ta thấy là số ít hay là không đếm được thì là cái động từ của chúng ta đều phải thêm S và ES.
Underpin của các bạn là củng cố, nó là động từ thường đấy. Và đi với chủ ngữ này thì nó phải thêm SC đấy. Ý em là câu này em không nhìn ra được động từ ở đâu hả? Đây, động từ của em chính là cái từ được gạch chân đấy. Một bên là củng cố tức là làm gia tăng thêm đúng không ạ? Làm gia tăng thêm. Làm gia tăng thêm thì các bạn thấy là gì nhỉ? Đối nghĩa với nó sẽ là gì? Sẽ là get rid of, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi, đó là từ bỏ đi, không còn gì, loại bỏ đi, đúng chưa? Rồi, ok. Chỉ tiêu Ngọc câu hỏi số 20. Câu hỏi số 20 của chúng ta có một cái thành ngữ, đúng không? On the same wavelength. On the same wavelength thì là cái thành ngữ nghĩa là gì? Thì chúng ta có thể dựa vào cái mệnh đề ở trong câu trước và sau để đoán được nghĩa tiếng Việt của nó nhé. Điều mà làm hỏng cái bài thuyết trình của chúng tôi về cái gì? Cái quá trình để về đến cái quá trình này, đó là việc mà Natasha và Jackie đã không làm sao về việc là gì, xử lý nó như thế nào. Thì các bạn thấy là on the same thì có dịch là giống nhau. Thế thì ở đây mà thấy là hai người mà cùng phải giải quyết vấn đề mà lại không đi đến được cái thỏa thuận, đúng không ạ? Thì chứng tỏ là họ gì, họ không có chung một cái ý kiến, không chung một cái suy nghĩ, không chung một cái quan điểm, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có on the same, not on the same wavelength của mình, có nghĩa là không cùng ý kiến, không cùng suy nghĩ. Nhưng ở đây thì người ta không gạch chân từ not, cho nên là chúng ta thấy là vậy thì cái on the same wavelength này của mình đó là cùng suy nghĩ. Vậy cùng suy nghĩ thì đối nghĩa với nó sẽ là không cùng suy nghĩ, không cùng ý kiến, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B. Not like-minded, ok? Bây giờ chúng ta thử tra đối giáo cái tính từ đó là like-minded nha. Not like-minded about how to deal with it. Đây, các bạn nhớ giáo này. Các bạn nhìn này, like-minded adjective. People who are described as like-minded share the same opinions, ideas or interests, đúng không ạ? Những người mà được miêu tả là like-minded thì họ có cùng một ý tưởng này, ý kiến này, hoặc là một cái sở thích, một điều quan tâm, đúng chưa? Rồi, ok. Chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 21. Như vậy là có bạn nào làm đúng cho cô giáo hai câu phần đồng nghĩa và trái nghĩa không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cô giáo câu hỏi số 21 này. Câu hỏi số 21 của chúng ta đó là phần gì? Phần câu giao tiếp 2/2 nha các em nhé. Daphne, would you like to join our party now? Để ý đây là một cái lời mời lịch sự. Vậy khi mà chúng ta có một lời mời lịch sự thì chúng ta sẽ đáp lại như thế nào? A, yes is a good way. B, no thanks, I have something to do now. C, no, I forget my party. Và D, đó là may I have something to drink. Câu này chọn đáp án gì? Nào, câu này chọn đáp án gì? Nào, câu này cho đáp án gì? Câu 1, câu lời mời là một trong những cái câu mà dễ nhất trong cái phần giao tiếp rồi đấy các bạn. Câu dễ nhất trong phần giao tiếp rồi. À, cô giáo vẫn thấy là có bạn đang thắc mắc câu hỏi số 20 đúng không? Như bạn Trần Ngọc Bảo Trân có thắc mắc là cô ơi, câu hỏi số 20 tại sao không chọn đi ạ, à, đúng không? Bạn ơi, con nhìn này, đây là thought. Cái từ này đâu phải thought đâu. Thought là T-H-O-U-G-H-T cơ mà. Thought sharing ý, chia sẻ ý kiến. Đây đâu phải từ thought đâu, đây là từ though mà. Though trong từ even though, mặc dù ý. Although ý, hoặc là though không cũng là mặc dù đấy, đúng không? Phải là thought sharing cơ nhá. Cái này nó bị sai chính tả rồi, được chưa? Nào bây giờ cho chuyển qua 21. Câu 21 này cô giáo thấy 100% các bạn đang đưa ra đáp án là B. Và đáp án chính xác của cô cũng là đáp án B. Bạn có muốn tham gia vào bữa tiệc của chúng tôi không? Không, nhưng mà phải cảm ơn cho lịch sự. Không, cảm ơn bạn nhá. Bây giờ tớ có việc phải đi là phải làm rồi, đúng không ạ? Rồi, chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 22. Where is Jack's party? Cái bữa tiệc của Jack thì ở đâu thế? Đáp án nào là đáp án chính xác nhỉ? Đáp án là D. Người ta hỏi bữa tiệc ở đâu thế, ở đáp án B của chúng in the schedule, đúng không ạ? Là gì? Ở trong lịch trình. B này, on time, đúng giờ này. C này, by the time này, đúng lúc, trước lúc đấy một chút này. Hay là check it is on the invitation. Hãy kiểm tra đi, nó ở trên cái tấm thiệp mời ấy. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta là D. Người ta hỏi bữa tiệc diễn ra ở đâu thì mình bảo là check ở trên cái tấm thiệp mời, đúng không ạ? Đấy, nhớ nhá. Như vậy chúng ta chọn cho cô giáo ở đây là 21 là B này và 22 chọn đáp án D. Bây giờ tiếp theo chúng ta bài đọc điền, cô giáo sẽ chữa chi tiết cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bài đọc hiểu, cô giáo sẽ đưa ra đáp án.
và chúng ta sẽ làm tiếp một giáo phần dạng bài tiếp theo. Dạng bài tiếp theo của chúng ta đó là phần chọn lỗi sai nha các em. We were advised not drinking the water in the bottle. A của chúng ta là were, B là drinking, C là the water và D của chúng ta là in. Đáp án nào sẽ là đáp án chính xác cho câu hỏi số 35 đây? Đáp án nào sẽ giải thích chính xác cho câu hỏi số 35 đây ạ? Chọn một từ có lỗi sai đúng không ạ? Nào cô nào chọn đáp án được đây? Có bạn hỏi Huy Trần cô có giải thích cho em câu A20 được không ạ? Câu hỏi số 20 cô giáo bảo là on the same wavelength của mình là chung suy nghĩ về điều gì? Thì đối nghĩa với đó là không chung suy nghĩ về điều gì? Mà các bạn thấy cô giáo vừa mới tra từ điển đấy, từ like-minded của chúng ta đấy. Like-minded của chúng ta là có the same opinion about something đúng không ạ? Đây. People who are described as like-minded share the same opinions, ideas or interests đúng không ạ? Thì là đáp án chính xác nhất của câu này rồi còn gì nữa? Đúng không? Với những cái câu mà đơn giản chỉ là kiến thức từ vựng này thì mình chỉ có tra từ điển là ra thôi, đúng không? Nào bây giờ cho chuyển tiếp Ngọc, mà nó có cả cái cụm tính từ đấy rồi. Chuyển Ngọc câu hỏi số 35 nào. Câu số 35 các bạn chọn đáp án gì? Câu này cũng là một câu rất dễ. Ở đây các bạn thấy cấu trúc với đi với từ gì? Đi với từ advice, đúng không? Advice của chúng ta có nghĩa là khuyên. Nhưng mà khuyên ai đấy làm gì thì nó sẽ advise somebody gì? Not to do. Không ai không làm gì là advise somebody not to do something, đúng chưa? Hoặc là khuyên ai đó làm gì? Advise somebody to do something. Như vậy trong câu này thì thấy là người ta để verb in ở đây, phải sai chính xác là drinking rồi, đúng chưa? Và chúng ta sẽ đổi cho giáo trở thành gì nhỉ? To drink. We were advised not to drink the water in the bottle. Chúng tôi được khuyên ý là không được uống, không nên uống cái nước ở trong cái chai nước này, đúng không ạ? Rồi chị Tiêu Ngọc, câu hỏi số 36. Câu hỏi số 36 của chúng ta như sau này. Câu này thì có vẻ là một câu chống liền quá dễ rồi. Bởi vì sao? Nó sai là sai cái từ loại, đúng không ạ? Sai cái loại từ. Trong câu này thì các bạn thấy cái từ influence ấy. Influence của chúng ta nó là một gì nhỉ? Influence có thể là một động từ, một danh từ đúng không? Sự ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng. Thì câu 36 các bạn thấy là đằng trước, đằng sau nó là newspaper thì nó là gì? Danh từ, đúng không? Mà đằng trước nó là có the most, đó là so sánh hơn nhất. Vậy đây chính là so sánh hơn nhất của một tính từ dài. Bởi vì tính từ thì sẽ đứng trước một danh từ, đúng chưa? Như vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 36 sẽ phải là đáp án gì các bạn nhỉ? Nào, đáp án gì các bạn? Các bạn ơi! Và các bạn đổ giáo trở thành tính từ. Đúng rồi, bạn Minh Ngọc có đưa ra đáp án là A. Bây giờ cô giáo hỏi 2K4 này. Nếu mà cô giáo đổi đáp án A trở thành một tính từ thì tính từ nào nó có nghĩa là cái gì nhỉ? Có sức ảnh hưởng, có sức mạnh, có quyền lực ấy các em. Nào từ nào nhỉ? Tính từ thêm đuôi gì vào thôi nhỉ? Từ gì á? Nào, comment cô giáo xem nào. Một từ 4 âm tiết, chọn âm tiết mấy? Thứ 3 đúng không ạ? Influential, đúng chưa? Rồi chuyển cô giáo nhá, trở thành một tính từ influential. Đấy, nó có nghĩa là có sức ảnh hưởng, có sức thuyết phục. Vậy câu này mình dịch là one of the most influential newspapers in the US. Một trong số những cái tờ báo mà có sức ảnh hưởng nhất ở nước Mỹ, đó chính là tờ New York Times, đúng không ạ? Đây là tờ báo cái mà nó được distributed, được phát hành widely, một cách rộng rãi throughout the world, trên toàn thế giới, đúng chưa nào? Đấy, như vậy chúng ta sẽ điền sửa đấu giá thành influential. Tiếp theo, Trần Trung Ngọc, câu hỏi số 37. Câu hỏi số 37 thì chúng ta chọn đáp án gì? A của chúng ta là on này, B của chúng ta là to give này, C của chúng ta là doesn't have to này, và D của chúng ta là to make. Câu này chọn đáp án gì nào? Câu này nhá. Câu này không khó đâu. Rồi, nhưng mà cô nghĩ là các bạn sẽ cũng phải dừng lại một chút và phải dịch. Câu này chắc chắn là phải dịch rồi. Phải dịch thì các bạn mới thấy lỗi sai được. Không phải sai ngữ pháp. Có chứ, có sai, cô giáo xin lỗi, có sai ngữ pháp, nhưng mà ngữ pháp này là phải dịch cơ. Ngữ pháp mà thường phải dịch thì đó là cái đơn vị kiến thức gì các bạn nhỉ? Đơn vị kiến thức thuộc về liên từ này, hoặc là câu chủ động bị động, đúng không? Ở cái câu số 37 thì có thấy này, cô thấy bạn Trần Ngọc Sơn còn đưa ra là like, sau đó cộng verb in. Em ơi, sau like cộng to verb vẫn được em nhé. Nhưng mà tại sao câu 37
Nếu mà em nói thế thì em chọn B đúng không em? Và đáp án chính xác của cô giáo cũng là B. Nhưng mà em sai, sửa sai rồi, tức là em chưa sửa được ra đáp án. Cái câu này của chúng ta: She likes to give flowers on special occasions, so her husband doesn't have to think much about what to make her happy. Em dịch câu này này: cô ấy thích tặng hoa, đúng không? Vào những dịp lễ đặc biệt, vì thế chồng của cô ấy không cần phải nghĩ nhiều về việc là khiến làm gì để cô ấy khiến cô ấy hạnh phúc. Trời ơi, câu số 37 này của chúng ta đó là một câu mà cái ý của mệnh đề trước này nó mang ý bị động chứ. Cô ấy muốn được tặng hoa cơ mà các em. Vì muốn được tặng hoa cho nên chồng mới không phải nghĩ là tặng cái gì vào trong những gì đặc biệt, đúng không ạ? Như vậy là được tặng hoa thì chúng ta sẽ thấy like vẫn là đằng sau cộng với to verb. Nhưng vì nó mang nghĩa bị động cho nên nó sẽ là like này, sau đó cộng to be cộng P2 của động từ. Và cái câu này chúng ta phải cẩn thận hơn một tí, đúng không? Đấy, các bạn phải dịch. Thế là sẽ phải là she likes to be given flowers on special occasions. Đúng không ạ? Đúng chưa? Cô giáo nhìn thấy ở đây có bạn Na Vũ chọn 37B này, Phi Yến Trần chọn 37B. Đây, B nhưng không biết là có sửa được sao đáp án chính xác chưa? Đấy, nhớ nhá, nó là mang nghĩa bị động. Vậy ở đây có bạn nào đúng 3/3 phần chọn lỗi sai cho cô không? Đã là học sinh của cô Ngọc, ôn tập từ bây giờ không thể nào đi thi thật mà sai ba câu chọn lỗi sai được nhá. Ok, phần này là phần phải ăn điểm. Nắm chắc ngữ pháp, cẩn thận. Chị Tiêu Ngọc, câu hỏi số 38. Câu hỏi số 38, 39 và 40 của chúng ta đó là ba câu phần viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Trong đề thi chuẩn thông quốc gia, đề thi thật của chúng ta cũng có ba câu viết lại câu và có hai câu phần kết hợp câu. Nhưng ở đây thì hôm nay cô giáo cho thi 50 phút cho nên là cô giáo không cho các bạn cái dạng bài kết hợp câu nữa ở trên nào. Bây giờ các bạn nhìn vào cô giáo câu hỏi số 38 nhá. Câu hỏi số 38 của chúng ta này, các bạn nhìn vào câu gốc you are not allowed to park here. Thì nhớ này, chúng ta có to be này, allowed to do something hoặc to be not allowed to do something, nó có nghĩa là được cho phép làm gì, đúng không ạ? Được cho phép làm gì. Đấy, như vậy với cái câu số 38 mình dịch là bạn không được phép đỗ xe ở đây. Bạn không được phép đỗ xe ở đây thì tức là gì? A này, bạn không phải đỗ xe ở đây. Đấy. B, bạn không nên đỗ xe ở đây. D, bạn không cần phải chụp ảnh ở đây. Chụp ảnh là ngớ ngẩn rồi. Và C này, bạn không được phép, đúng không? Must not park here. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Ở đây các bạn cứ nhớ là must not này thì nó có nghĩa là gì á? Nó có nghĩa về cấm đoán, đúng không ạ? Nói về sự cấm đoán, không được làm gì. Thì trong câu gốc của chúng ta cũng là cấm. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu này đúng là câu chống liệt rồi đúng không các em? Chỉ tiếp vào câu hỏi số 39 này. I drank so much coffee last night, so I was wide awake till 4 a.m. Câu này thì các bạn thấy này, ở đây chúng ta có một nguyên nhân là tôi đã uống quá nhiều cà phê vào tối ngày hôm qua. Xong rồi sâu để mình để kết quả này, vì thế là, đúng không ạ? Vì thế là tôi đã thức trắng đến tận gì? Đến tận 4 giờ sáng. Thức trắng đến tận 4 giờ sáng. Như vậy với câu này thì sử dụng kiến thức cũng thuộc về động từ khuyết thiếu. Các bạn nhớ giáo ở đáp án đây. I needn't drink so much coffee last night. Tôi không cần phải uống cà phê quá nhiều vào đêm qua. Sai, không phải là needn't, không cần. B, I couldn't have a drunk. Các bạn nhớ này, nếu như chúng ta có cấu trúc đó là could have cộng P2 của động từ nhé, hay là couldn't have cộng P2, thì tức là chúng ta chắc chắn không làm điều gì đó trong quá khứ. Chắc chắn không làm gì trong quá khứ. Couldn't have cộng P2. Thế về câu B này là I couldn't have drunk so much coffee last night, có nghĩa là tôi chắc chắn là đã không uống nhiều cà phê vào tối qua. Sai về nghĩa rồi. Tiếp theo ở đáp án C của chúng ta này, I shouldn't drink so much coffee last night. Should cộng với verb có nghĩa không nên trong hiện tại. Tôi không nên, đúng không, uống quá nhiều cà phê tối qua. Sai. Và đáp án D của chúng ta này, should have P2. Thì nhớ cho cô giáo này, should have cộng P2 nó, hoặc là shouldn't have cộng P2 có nghĩa là đáng lẽ nên làm hoặc là đáng lẽ không nên làm điều gì trong quá khứ, nhưng thực tế, thực chất là đã làm rồi. Thực chất trong quá khứ đã làm rồi. Như vậy thực chất trong quá khứ em có uống nhiều cà phê, em thức tận đến sáng, thì cái câu đi nó nói là tôi đáng lẽ không nên uống quá nhiều cà phê đến như vậy, đúng không ạ? Nhưng thực tế, thực chất là tôi đã uống mất rồi, đúng chưa? Đấy, bây giờ mình chỉ ngồi giả vờ lại thôi. Đấy, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi. Nào, cô giáo thử đọc đáp án các bạn xem là có phải đi cho câu hỏi số 39 không nhá. Yep, ok, cô giáo thấy bạn Trâm này. Rồi, bạn Phi Yến Mỹ Ngọc. Các bạn học lại chọn 39C hả em? Sao vậy nhá? Chuyển theo Ngọc, câu hỏi số 40. Câu hỏi số 40 của chúng ta như sau này. It was colder in winter last year than it is this year. Câu này của chúng ta là một câu gì? Một câu gốc so sánh, đúng không ạ? Và
Và câu này mình sẽ dịch cô giáo như sau này. Vào mùa đông ý, năm ngoái, vào mùa đông năm ngoái thì làm sao nhỉ? Lạnh hơn cái mùa đông năm nay. Mùa đông năm ngoái thì làm sao? Lạnh hơn mùa đông năm nay. Rồi, năm ngoái là hơn năm nay. Bây giờ cho anh nhìn cô giáo xem nhá. Nào, chúng ta phải dịch. Ở đây đáp án A của chúng ta là it is colder in winter this year than it was last year. Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái. Sai về nghĩa rồi. Đúng không? Câu B này, cái gì đây? Năm nay thì mùa đông lạnh như là năm ngoái. Sai nốt. Câu C này. It isn't as cold in winter this year as it was last year. Năm nay thì không lạnh bằng, đúng không ạ? Năm ngoái. Năm nay không lạnh bằng năm ngoái, tức là năm ngoái lớn hơn năm nay. Quá chính xác, đúng không ạ? It isn't as cold. Đây này, as không lạnh bằng năm ngoái. Còn đáp án D của chúng ta là gì ạ? It is cold in winter this year and last year were the same. Câu này cũng sai nốt, đúng không ạ? Câu này các bạn thấy là gì? Năm nay với năm ngoái là lạnh bằng nhau, đúng không? Như vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 40 sẽ là đáp án C. Rồi, có bạn nào đúng cho giáo 3 trên 3 phần bài viết lại câu không? Comment cho giáo xem nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bài cuối cùng nhé. Phần bài cuối cùng của chúng ta đó là phần điền từ, đúng không ạ? Bài đọc điền. Ở trong đề thi này thì các bạn thi 50 phút cho nên cô giáo đã tổng hợp vào đây là một bài đọc điền và một bài đọc hiểu. Các cái chủ đề của chúng ta trong bài đọc điền đọc hiểu là các chủ đề mà liên quan đến kiến thức lớp 11, đúng không? Chủ đề lễ hội này và chủ đề về động vật, đúng không ạ? Đấy, nên là không, các bạn không thể nói là quá khó với phần đọc điền đọc hiểu này, đúng chưa? Mùa đông nào mà ấm là mùa đông đó có người yêu. Ok. Nào bây giờ cho anh nhiều giáo. Ok, bạn Lý Gia Huy 3 trên 3, Hoàng Thắng 3 trên 3, Lâm Anh 3 trên 3. Nào bây giờ cho anh nhiều giáo nhé. Câu hỏi số 23, 24, 25, 26, 27. Rồi bây giờ nó in sang bên kia rồi thì cô giáo sẽ lấy cái tờ này ra đây. Đúng không? Đây, các bạn thử xem nào. Bài đọc điền này các bạn đúng được bao nhiêu câu nhé. Bài đọc điền này không hề khó một tí nào luôn. Về topic không khó, các đáp án từ vựng cũng không khó. Không có từ nào mới hết cả. Sao từ nào mới hết? Nào bạn nhìn vào câu hỏi số 23 thôi giáo đây. Đây các bạn nhìn rõ chưa? Đấy nhá. Câu hỏi số 23 thì các bạn thấy là cả 4 đáp án ABCD của chúng ta đều là từ một gốc từ, đúng không? Như vậy đây là một câu hỏi về từ loại. Một câu hỏi về từ loại. Thế chúng ta nhìn vô giáo xem là nếu mà một câu hỏi từ loại thì chúng ta phải nhìn đằng trước và đằng sau cho cần điền, đúng không? Thế các bạn thấy này, ở đằng sau ô chấm cần điền của chúng ta có từ life. Life là danh từ. Đằng trước nó lại là một tính từ sở hữu. Thì nhớ này, sau tính từ sở hữu chúng ta phải cộng với một cụm danh từ. Và cái cụm danh từ này của chúng ta có thể bằng với tính từ cộng với một danh từ. Vậy đằng sau của chúng ta cái từ life ấy, nó là danh từ rồi. Thì chúng ta sẽ chỉ cần thiếu một gì? Một tính từ thôi, đúng chưa ạ? Tính từ ở đây thì các bạn thấy này, nó sẽ có hai đáp án. Bỏ đáp án A và đáp án D, chúng ta còn B, C. Ở đáp án B của chúng ta là cái từ gì ạ? Spiritual, nó có nghĩa là thuộc về mặt tâm hồn. Đúng không ạ? Thuộc mặt tâm hồn. Thế còn ở đây thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Ở đáp án C, nó có nghĩa là gì? Spiritless, có nghĩa là gì? Không còn năng lượng, đúng chưa ạ? Các bạn, cái từ spirit thì là tâm hồn rồi, bạn nào cũng nhớ rồi đúng không? Từ spiritless. Đây, các bạn nhìn này, không còn can đảm, không còn tinh thần. Đây các bạn nhìn này, spiritless, having no energy or enthusiasm, đúng không? Đấy, tức là mình không còn năng lượng hay không còn đủ sự nhiệt tình, nhiệt huyết nữa. Ví dụ như người ta cho một câu it was a spiritless performance. Đó là một cái buổi trình diễn rất vô hồn, không có năng lượng, đúng chưa? Như vậy ở đây thì bây giờ cuộc sống tràn đầy năng lượng hay là cuộc sống không có năng lượng hay là cuộc sống thuộc về tinh thần. Nào câu hỏi số 24 chọn gì? Rồi cô giáo đang nhìn thấy có bạn Nguyễn Thùy Linh đang đưa ra câu hỏi số 23, đó là đáp án B. Và đáp án chính xác của cô giáo trong câu này sẽ là đáp án gì? Đáp án B. Very good. Ở đây thì các bạn sẽ dịch cho cô giáo như sau nhé. Nào, the event is also the best time of the year for Vietnamese people to spend time on their spiritual life and pay respect to religious institutions, đúng không ạ? Nào câu này mình dịch là gì nhỉ? Cùng với cái không khí lễ hội mà Tết mang lại
cho người Việt Nam vào mỗi năm ý, thì cái dịp này còn là dịp tốt nhất, đúng không? Dịp đặc biệt nhất trong năm để người Việt Nam dành cái thời gian cho cái cuộc sống tâm linh của mình, đúng không? Và thể hiện cái gì nhỉ? Cái sự thành kính đối với lại cái tín ngưỡng tôn giáo, đúng chưa? Như vậy là chúng thấy đây là cái đời sống tâm linh, đời sống tâm linh. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B, được chưa nào? Tiếp theo, chị Dung Ngọc, câu hỏi số 24. Câu hỏi số 24 của chúng ta thì câu này sẽ là một câu khó đây, bởi vì các bạn thấy là câu này câu từ vựng. Nào, cho anh nhìn vào câu hỏi số 24 nè. Ở đây chúng ta có cái danh từ là tradition. Tradition nó có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Nó là phong tục, đúng không? Thế người ta đang nói đến cái vấn đề về tín ngưỡng của người Việt Nam. Khi mà dịp Tết đến xuân về thì là chúng ta bày tỏ lòng thành kính với cái tín ngưỡng tôn giáo, đúng không? Thế đây mình, và người ta nói câu là gì ạ? Khi mà mình đến thăm, đi chùa ấy, đúng không? Vào cái ngày đầu tiên của năm mới thì đó là một cái truyền thống đã rất là gì? Rất là lâu đời rồi. Vậy nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D này thì các bạn thấy đâu sẽ là lâu đời, có gốc rễ lâu đời rồi, đúng không? Đáp án là gì các bạn nhỉ? À, đáp án là B, đó là deep rooted, ok? Bây giờ các bạn thử tra cô giáo từ điển nào anh nhá. Chúng ta xem deep rooted này. Lâu đời, ok? Long lasting, tradition, deep rooted, ok. Lâu đời. Đâu nhỉ? Đã được hình thành từ lâu rồi, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây này, người ta cho deeply rooted, firmly implanted or established đấy, đúng không? Ví dụ người ta cho cái câu là lòng yêu nước đã có từ lâu đời, ở deep rooted đây này, đó, đúng chưa? Đấy, thế thì câu này các bạn thấy là gì? Là một cái truyền thống, đúng không? Đã có từ lâu đời thì mình sẽ có deep rooted tradition, đúng không ạ? Rồi, ok, chuyển tiếp Ngọc này, câu hỏi số 25. Câu hỏi số 25 của chúng ta chọn đáp án gì nào? Nào, có điểm chưa mọi người à? Nguyễn Thảo Duyên có điểm chưa các em nhỉ? Để cô giáo xem là chị Mai, chị admin của page đã đăng điểm lên cho chúng ta chưa nhá. Đây rồi, ok các bạn nhìn cô giáo này. Đây, bảng điểm của chúng ta đã có đây rồi. 2 điểm 10 chiếm 0,19%, 8,75 điểm có 21 chiếm 2%. Đây các bạn nhìn cô giáo này. Một cái bảng điểm mà khá là ít điểm, từ 8 lên đến 9, đúng không? Đây, đã có link xem rồi. Ơ, chị này không cho link xem à? Các bạn đợi cô giáo một tí nha, để cô giáo... Để cô giáo sửa lại cái bài đăng này cho các bạn. Đây, link của chúng ta đây. Đây là chị ý chỉ đăng mỗi bạn được 9, 10 thôi. Link xem điểm. Đấy, các em vào xem điểm được rồi nhá. Rồi, ok. Đó. Các bạn vào xem điểm đi. Có rồi đấy. Cô giáo vừa đăng lên cho em đấy. Rồi, chắc chị quên không đăng cái link điểm đấy lên cho chúng ta. Có bạn ạ, có toàn bộ điểm của 1.000 không trăm bao nhiêu, gần 1.001 bạn tham gia thi mà cô giáo vừa mới sửa lại cho chúng ta rồi đấy. Nhá, được chưa? Rồi, tiếp theo chị Dung Ngọc, câu hỏi số 25 nào. Câu hỏi số 25 của chúng ta đó là một câu về đại từ quan hệ, đúng không? A của chúng ta là which này, B của chúng ta đó là that, C của chúng ta là in which và D của chúng ta là when. Nào, câu này thì chúng ta chọn đáp án gì? Ok, chúng ta chọn đáp án gì nào? Ở đây nhá, các bạn là phải nhìn trước nhìn sau cô giáo nhá. Nào, cho dịch này. Ở Việt Nam, the custom is described as lễ chùa. Cái truyền thống này thì được mô tả bằng cái từ là lễ chùa, đúng ạ? Xong nó nói là gì nhỉ? Ở trong cái gì? Ở trong cái truyền thống này, trong cái cụm từ này thì lễ, lễ nó có nghĩa không chỉ là các bạn sẽ đến viếng thăm, mà nó còn thể hiện được cái gì? Cái lòng thành kính của mình đối với lại Đức Phật, đúng không ạ? Đấy. Thế vậy thì các bạn thấy ở đây chúng ta phải dùng chữ gì chứ các bạn nhỉ? Cô giáo nghĩ là cái câu này của chúng ta sẽ có bạn chọn giữa hai đáp án, đó là đáp án A và đáp án C đấy. Nào, các bạn thử comment lên đây cô giáo xem là câu hỏi số 25 các bạn chọn gì. Đấy, có biết ngay mà.
Câu 25 có bạn gì đây? Nguyễn Văn Cường chọn C này. Bạn Thu Hiền chọn C này. Gửi link vào đây cô ơi á. Đây, link của các bạn đây. Đấy, các bạn nhìn thấy link điểm chưa? Đấy. Đây là cái bảng điểm cô giáo vừa mới đăng lên cho các bạn đây. Đấy, các bạn ấn vào đấy hoặc không thì các bạn vào cái bài đăng vừa xong của page. Đấy không? Chỗ này chú phải chọn đáp án gì chứ? Phải trong đó in which chứ, đúng không ạ? In which lễ means. Thế thì có bạn mà hỏi này, thế em thưa cô là nếu như mà em không dịch được nhá, thì ở đây em rất phân vân giữa which và in which. Bây giờ em không dịch được thì làm sao mà biết là in which được. Các em nhớ này, nếu như mà là which thì đằng sau nó sẽ là động từ chia luôn. Ví dụ này, lễ chùa phải which means cái mà có nghĩa là, thì ở đây các bạn phải là which. Nhưng ở đây các bạn thấy là đằng sau nó là cả một cái mệnh đề. Lễ means not only visiting thì nó phải là in which. Mà trong đó thì làm sao thì đằng sau nó sẽ là cả một cái mệnh đề, đúng không ạ? Nên ở đây câu hỏi số 25 của chúng ta sẽ phải là đáp án C. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 26. 26 thì các con có 4 đáp án. A là to burn, B là burning, C là to burning và D là burn. Thì chú ý nhìn này, ở đây đằng trước của mình có attempts, đúng không ạ? Attempts thì nó sẽ đi với gì các bạn nhỉ? À, nó sẽ đi với to burn. Attempt to do something có nghĩa là gì? Cố gắng làm gì, đúng chưa? Attempt to do something, cố gắng làm gì. Rồi, ok. Chuyển tiếp cho Ngọc câu hỏi số 27 là câu cuối cùng của chúng ta này. A của chúng ta là beside, B là moreover, C là in addition to và D là there's. Một câu hỏi về từ nối, đúng không? Nào, câu hỏi số 27 thì theo các bạn là đáp án chính xác của chúng ta là gì nào? Câu hỏi số 27 cho gì? Ở đây thì từ nối, đúng không? Thì ít nhất là các bạn sẽ phải dịch được cho cô giáo cái mệnh đề liền trước với nó đã. Đấy. Cho là dịch được mệnh đề liền trước, tức là cái mệnh đề chỗ mà how busy the Vietnamese are during, đúng không? Everyone attempts. Tất cả mọi người đều làm sao? Đều cố gắng. Đều cố gắng gì? To burn. Thắp một nén hương, đúng không? Để cầu mong cầu mong những cái điều may mắn đến trong năm mới. Để cầu mong, cô giáo xin lỗi, để cái đề này cao quá. Thắp một nén hương để cầu mong cái sự may mắn đến cho năm mới, như là sức khỏe này, đúng không ạ? Sự hạnh phúc này và sự gì? Và sự giàu có, đúng không? Xong rồi chấm 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 này. Gì nhỉ? Cái việc mà gì đi chùa để chúng ta cầu nguyện ý, thì là một trong những, đúng không? Cái cách tốt nhất để mình sẽ gì nhỉ? Ra ngoài và tận hưởng mùa xuân. Thế vậy ở đây ý của các bạn, ý của người ta đang đưa ra cái việc đấy là mình đi lễ chùa, mình thắp một nén hương thì nó có những ý nghĩa gì? Một là để cầu mong cái sự may mắn đến cho năm mới, sự giàu có, sự hạnh phúc, đúng không? Sức khỏe đến cho năm mới. Hơn thế nữa thì nó cũng là một cách tốt, một trong những cách tốt nhất để mình ra ngoài và tận hưởng mùa xuân, đúng chưa? Như vậy ở đây thì các bạn sẽ có gì các bạn nhỉ? Đó là moreover, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B, được chưa nào? Moreover. Ok, để cô giáo xem này, có bạn nào đúng hết toàn bộ 5 trên 5 cho cô giáo ở trong trong 5 trên 5 phần bài đọc điền không nhỉ? Có bạn nào đúng 5 trên 5 trên cho bài đọc điền không? Đấy, cô giáo nhìn thấy có rất nhiều bạn chọn B này, bạn là Quốc Anh Đỗ này, đấy, bạn là Na Vũ này. Ok, bây giờ cho anh nhìn lại cô giáo một lần nữa toàn bộ bài đọc điền nhá. Nào, các bạn có gì? Các bạn có câu hỏi số 23 chọn B, đúng không? Thuộc thế giới tâm linh, their spiritual life. Ở 24 chúng ta có deep rooted tradition, đó là một cái truyền thống đã rất là lâu đời, đúng không? 25 chúng ta chọn C, đó là in which, sau đó chúng ta có một mệnh đề. Câu 26 chúng ta chọn A bởi vì chúng ta có time to do something. Và câu số 27 thì chúng ta bắt buộc phải chọn B bởi vì dịch nghĩa, đúng không? Tất cả các câu hỏi về liên từ thì các bạn thấy là thường là chúng ta đều phải dịch nghĩa hết để biết được mối quan hệ giữa hai mệnh đề là gì, đúng không ạ? Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn phần bài đọc hiểu. Phần bài đọc hiểu thì cô giáo sẽ đưa ra phần đáp án cho các bạn luôn nhá. Bây giờ các bạn ghi cô giáo này. Phần bài đọc hiểu của chúng ta là từ câu hỏi số 28. 28 đến câu hỏi số 34 à? 28 đến 34 à? Tức là 7 câu à, đúng không? Thì bây giờ các bạn ghi cô giáo phần đáp án của phần bài đọc hiểu nha các bạn, để chúng ta check luôn cô giáo nhá. Nào, câu hỏi số 28, tại sao họ gọi là hummingbirds? Đáp án là gì? Đáp án là C, được chưa? Câu hỏi số 29, con hummingbirds này nó ăn cái gì? Câu hỏi có đáp án là D. Câu 30, dòng nào dưới đây thì được coi là ý kiến, là cái ý chính nhất
của cái đoạn thứ 5 dòng nào các bạn nhỉ? Đáp án là C. Hummingbirds use lots of energy and eat often. Tiếp theo câu số 31. Dòng nào dưới đây nói về hummingbirds mà không đúng? Đáp án là D. Câu hỏi số 32. Điều gì là độc đáo về cái cách mà cái con hummingbirds này nó bay? Đáp án là C. Câu 33. Cái dòng nào dưới đây có thể định nghĩa được cái từ hover này ở trong cái đoạn số 2? Đáp án là gì? Đáp án là A. Và cuối cùng câu 34, đó là dòng nào dưới đây mô tả chính xác nhất cái ý kiến chính của đoạn văn này? Thì đáp án là gì ạ? Đáp án là C. Được chưa nào? Đấy, các bạn ghi chép cho cô giáo phần bài đọc hiểu vào nhá. Phan Minh Ngọc 28C. Phan Minh Ngọc C đấy. C, D, C, B, C, A, C. Ngọc đúng hết không? Đào Minh Tâm bao giờ có linh điểm? Linh điểm của em ở trong đã đăng trên page. Nguyễn Hoàng, cô ơi sao em sai có một câu mà chấm được có 8,5 mã? Thế à? Sai một câu hả em? Các bạn có bạn nào cảm thấy thắc mắc về điểm của mình ở trong bảng điểm không? Để cô báo anh Đức luôn một lần này. Để cô thử hỏi anh Đức xem nào. Có bạn thắc mắc điểm đây đúng không? Sợ nhập nhầm đáp án hả? Để cô nhắn cho anh ấy đã. Đức ơi Đức, gì nhỉ? Có các bạn học sinh ý bảo là kiểu chỉ sai có một câu hai câu gì mà chỉ được có 8,5 hay sao ấy? Hay là có bị kéo nhầm cột bảng điểm không nhở? Thì em kiểm tra lại cho chị xong báo hộ chị nhá. Thank you. Rồi ok, cô giáo bảo cô, bởi vì điểm thì cô giáo chỉ đưa phần bảng đáp án cho anh ý thôi. Sau đó thì anh Đức anh sẽ giúp cô là tổng hợp lại cái phần bảng điểm cho mình. Được rồi, để cô giáo sẽ báo lại với anh Đức. Đấy, mà bạn vì nhớ đâu có thể là các bạn bảo sai một câu nhưng mà các bạn lại ví dụ chẳng may mình nhìn nhầm đúng không? Mình nghĩ như vậy nhưng mà mình lại oánh vào trong đề nó lại sai, đúng không ạ? Bạn hỏi bao giờ cô tổ chức thi nữa vậy ạ? Cô giáo sẽ thông báo sau cho các bạn nhé. Sai 3 câu nhưng mà lại xuống 8,25 mà. Có 40 câu thôi, tức là 0,25. Đúng không? 0,25 điểm một câu. Rồi rồi, để cô giáo xem nào. Em thắc mắc điểm cô ơi, em nghe cô chữa sai 5 câu mà sao lại được có 7? Rồi, ok rồi. Thế thì khả năng là chắc là nếu mà nhiều bạn kêu như thế này thì chắc là anh Đức kéo nhầm cột bảng điểm. Cô giáo sẽ thông báo lại cái bảng điểm cho chúng ta nhá. Thực ra nó vẫn là link bảng điểm đấy thôi, nhưng mà cô giáo sẽ xem lại. Ok các bạn. Toàn bộ 40 câu ngày hôm nay cô giáo chữa là cô giáo đã đưa hết bảng điểm lên rồi. Em sai 9 câu mà được 6,75. Rồi, ok. Rồi, up hết điểm. Cô up hết điểm lên rồi mà. Ok, thế rồi, để cô sẽ xem nhá. Cô đang thấy rất nhiều bạn đang thắc mắc cái vấn đề, một cái vấn đề ở trên page. Đó là cái chương trình flash sale này đúng không? Cái chương trình flash sale mà tuyển chọn 1.600 câu từ vựng với bộ đề nắm chắc 8 cộng này này mà các bạn được mua giá 99.000 ý. Làm thế nào các bạn mua được đúng không? Là các bạn điền link. Thì cái link này chính là cái link mua đặt sách ý. Đấy, mà cô giáo đã lên trên page có rất nhiều link đặt sách, có rất nhiều bài đăng, cô giáo đã đăng cái link đặt sách này lên rồi. Nhưng mà các bạn không nhìn thấy thôi. Các bạn inbox cho page thì các bạn bảo là chưa thấy chị nào trả lời đúng không? Chắc là các chị trợ lý của cô Ngọc đang bận, không phải lúc nào cũng ngồi trực để mà trả lời theo nhanh nhất thôi. Đây. Đây các bạn nhá. Bạn nào mà muốn đặt sách mà sale đây này,
Đấy, duy nhất ngày mùng 2 tháng 6 đúng không? Chắc mùng 2 bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 6, 2 tháng 6, mùng 3 tháng 6. Thì các em điền tại đây. Ở trong link này thì các em có thể mua đặt một quyển bộ đề 8 cộng hay một quyển 1.600 từ vựng cũng được. Hoặc là các em có thể đặt theo combo hai cuốn ở trên nào. Đó. Và một điểm nữa đó là các bạn hỏi cô Ngọc là cô chữa sách 1.600 đúng không? Thì 1.600 bắt đầu tuần sau cô giáo sẽ chữa tất, đúng không ạ? Thứ hai nữa là từ ngày mai thì cô giáo sẽ chữa sách bộ đề nắm chắc 8 cộng và đề số 11. Nên bạn nào đặt sách thì chú ý lịch 12 giờ chiều của cô giáo nhé. 2K4 này, 2K4 xuất phát sớm cùng với cô Ngọc thì chúng ta sẽ có khóa học từ gốc đến luyện thi Trung học phổ thông quốc gia 2022. Các em sẽ được giảm 50% học phí của 3 khóa theo lộ trình chuyên đề, luyện đề, tổng ôn. Đấy chưa? Chuyên đề này, luyện đề này, tổng ôn và cô Ngọc đã bắt đầu dạy rồi, được chưa? Chúng ta tiết kiệm cái thời gian học hè để mình bắt đầu vào năm là chúng ta đã hòm hòm kiến thức rồi để luyện đề cho sớm. Ăn nhau ở cái là chúng ta luyện đề đấy các em. Và chúng ta sẽ được tặng hai cuốn sách là sổ tay từ vựng và sổ tay ngữ pháp kèm theo khóa học, được chưa? Khóa học của chúng ta thì sẽ học từ giờ cho đến thi, tức là tháng 7 năm 2022 và chia theo 3 chặng CTG. Cái tên khóa học của cô Ngọc là CTG. C tức là chuyên đề, T tức là luyện đề và G tức là tổng ôn, đúng chưa nào? Đó. Vậy thì những bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký từ bây giờ, đúng không? Để luyện cùng với cô và trong lớp cũng có rất nhiều bạn mà xuất phát từ gốc, từ lấy gốc thì chúng ta vui lòng là điền vào cái đường link mà cô giáo đã để ở trên phần đây này. Đấy. Các bạn vui lòng điền đường link bởi vì là hiện tại cái lượng tin nhắn vào page nó đang quá tải các em ạ. Nên là các bạn nhắn tin vào cho cô thì nhiều khi cô không đọc được. Thứ nhất là nhiều tin nhắn bị trôi. Thứ hai nữa là có thể mình không phải là chưa phải là bạn bè trên Facebook cho nên là nó có thể rơi vào ô spam chat gì đấy. Có thể cô không đọc được. Thì cái tốt nhất đó là chúng ta khách quan nhất là các bạn điền link. Điền link vào đây thì các bạn được tư vấn một cách chi tiết nhất cái khóa học phù hợp với bản thân, được chưa? Khóa này của chúng ta là cũng phù hợp với các em 2K5. 2K5 thì không cần phải đăng ký cả CTG mà 2K5 thì chỉ cần đăng ký khóa Lai C thôi, bởi vì khóa đấy là khóa nắm chắc từng chuyên đề ngữ pháp thì 2K5 đều học, 2K5 hay 2K4 đều học được chưa? Đấy. Thì các bạn điền thông tin ở đây nhá. Thì giá khóa học bây giờ sẽ rẻ hơn giá ở trên web. Thế Lai C bây giờ trên web là 1.800.000 còn 990.000, nhưng mà đăng ký khóa lẻ này ở theo đường link này được tư vấn thì sẽ chỉ còn 900.000 thôi. Và học phí combo CTG tức là cả 3 khóa đến thi của bạn thì ở trên đây là 3 triệu 6 đúng không? Giảm còn bao nhiêu đây? Còn 1 triệu 990 nghìn nhưng bây giờ đăng ký các em chỉ còn 1 triệu 8 trên tổng số 3 khóa thôi các em nhé. Và để có thể giành được cái ưu đãi đấy thì các bạn sẽ điền vào cái đường link này nha các bạn. Ở trong này các con có thể ấn vào chỗ combo tức là CTG hoặc là khóa lẻ đều được. Được chưa? Đấy thì đấy là cái cách nhanh nhất để mình có thể đi đăng ký được cái khóa học của cô Ngọc. Được chưa? Rồi, ok, em sai 5 câu mà được 7,75. Được rồi, để cô xem. Được rồi, để cô sẽ bảo anh Đức. Anh Đức vẫn chưa xem tin nhắn các em ạ. Chắc là tí nữa cô sẽ bảo, cô sẽ gọi cho anh ý. Đây này, có một bạn nếu như mà điểm lệch mà bị kéo nhầm cột đáp án thì để cô sẽ phải check lại nhá. Bảng đáp án mà cô gửi cho anh ý thì chắc chắn là không sai rồi. Chỉ có cái là có thể anh kéo nhầm cột điểm tên thôi. Ok các bạn. Rồi được chưa? 2K4 thì nhớ lịch cho giáo là thứ tư, thứ sáu. Thứ sáu này chúng ta sẽ học cái nhóm kín CTG nhá. Thứ sáu cho học nhóm kín CTG và bắt đầu với chuyên đề 1 rồi. Và ngày chủ nhật chúng ta có thêm một ngày chủ nhật cô Ngọc sẽ chữa. Đúng không ạ? Phần hỗ trợ sách giáo khoa, phần từ vựng ngữ pháp cho 2K4, được chưa? Và nhóm học của mình đó là nhóm 2K4 luyện thi Trung học phổ thông quốc gia 2022. Đấy, các bạn nào 2K4 thì chúng ta đây này, chúng ta tham gia với nhóm này để sẽ được nhận tài liệu này cũng như là những cái thông báo của cô nhá trong suốt cái năm học này, được chưa? Ok. Bảng điểm ở đâu vậy anh em Quang Nguyễn? Bảng điểm ở trên fanpage cô giáo chị Mai ạ. À, chị Mai đã đăng rồi đấy. Đấy, cô giáo đã đăng cả cái bảng điểm và tổng kết cho tất cả các bạn vào rồi. Đấy, các em lên bảng điểm xong nha, các xem nhá. Ok. Rồi, thank you so much. Như vậy là cô giáo đã hoàn thành xong buổi livestream ngày hôm nay.
Cô giáo sẽ hẹn gặp lại các bạn với buổi livestream vào trưa ngày mai 12 giờ dành cho cả 2K4 và 2K3 với cuốn sách bộ đề nắm chắc 8 cộng. Cô giáo sẽ livestream đề số 11. Để các bạn chú ý là hãy làm trước đề đấy đi để cô giáo sẽ trước vào trưa ngày mai nhé. Sách bộ đề 8 cộng đề 11. Được chưa nào? Ok. Rồi, bye bye. Em sai 6 câu 7,25 được rồi, cô giáo xem. Bảng điểm sửa lại đăng chưa? Bảng điểm sửa lại anh Đức, anh trợ lý cô chưa xem tin nhắn. Tí nữa cô giáo sẽ liên lạc với anh ý và sẽ xem lại điểm cho các bạn nhá. Ok. Rồi chắc nhiều bạn mà kêu như này thì khả năng chắc anh kéo nhầm cột tên thật. Rồi, bye bye and see you next time.